Lương Duyên, Tiền Định. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc sống của Phạm Hoàng Thiên Kim. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nết na hiền thục. Thế nhưng cuộc đời của cô lại đầy sóng gió và bất an, khi bởi vì khờ dại nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân khi còn là một cô bé học sinh. Và cũng chính từ đây là nguồn cơn của mọi đau khổ của cô trong cuộc sống sau này. Bởi vì gia đình chồng cô có một bà mẹ chồng vô cùng độc ác và nanh nọc, và một người chồng vô tâm, không thèm quan tâm đến người vợ của mình. Và liệu rằng cô có thể sống nổi trong cảnh địa ngục trần gian ấy không, hay dũng cảm vứt bỏ để bước lên phía trước? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi là Hoàng Ngọc Thiên Kim, năm nay 21 tuổi, may mắn đã là mẹ của một con. Năm xưa, do còn khờ dại, tin lời kẻ lưu manh mà trao thân cho hắn. Để giờ đây cuộc đời tôi không khác gì là sống trong địa ngục trần gian. Con Kim đâu rồi? Nằm từ chiều tối qua đến giờ mà còn chưa chịu mò dậy à? Định để bà mày hầu hạ mày đến bao giờ nữa? Mẹ à, con mới mổ, vết khâu còn chưa lành ạ. Mẹ thư thư cho con vài hôm. Lời chảy thay ra, không muốn làm à? Nhà bà không chưa cái loại như thế đâu nhé. Mấy hôm bà hầu hạ mày trong viện còn chưa đủ ư? Có lết thì cũng lết dậy mà thu dọn nhà cửa cơm nước cho tao. Tao đi sang nhà bà hàng xóm chơi, về mà việc nhà còn chưa yên thì mày cứ liệu hồn tao đấy. Tiếng mẹ chồng nói xa xa vào mặt tôi, kệ cho cô bon cháu nội bà đang thiêu thiêu ngủ trong nôi. Bà cũng không để ý mà hét to hết cỡ. Nói rồi bà rời đi, cũng là lúc cô bon giật mình mà khóc ré lên. Tôi dù đau đớn đến mấy, thấy con khóc cũng gắng gượng bỏ dậy, ôm bon vào trong lòng cho nó đi. Nói về cái thằng chồng vô tâm của tôi, thì kể từ hôm tôi vào viện đi đẻ, đã không hề thấy mặt mũi của nó đâu cả. Tôi có gặng hỏi, nhưng mẹ chồng tôi toàn gắt lên, la mắng, kêu đàn bà lo phận sự sinh đẻ con cái. Đàn ông, người ta lo việc lớn, bận mãi cũng là chuyện bình thường thôi. Vợ ơi, anh về với em và con rồi đây. Vừa nhắc tới là hắn liền mò về. Nhưng nghe cái giọng là tôi biết, hắn đã say xỉn lắm rồi. Cái giọng lè nhè của hắn khiến cho cô bon còn trong lòng tôi chưa say giấc lại ọ ẹ la khóc. Tôi bực mình vì thái độ vô tâm của hắn, giờ trở về lại mẹ nhau hết cỡ. Anh đi ra đi, người nồng nặc toàn mùi rượu với bia. Anh muốn con và tôi chết ngột à? Thái độ của nó thay đổi chóng mặt, quay ra chửi rủa tôi ngay lập tức. Mày thích đuổi chồng hả? Tao biết trách nhiệm bỏ công việc để về đây thăm mày. Mày không vui vẻ lại còn gắt, muốn xua đuổi tao chứ gì? Anh thử nhìn lại con người của anh đi. Trách nhiệm của anh đã đúng thời điểm chưa? Cả lúc tôi một mình trong cơn đau đẻ, thử hỏi xem mặt mũi của anh ở đâu, anh đã làm gì? Ôi giời, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Còn trai tôi nó đi ngoại giao làm việc lớn, tổng giám đốc của một công ty lớn, chứ đâu như cái loại ăn không rồi mà nói rảnh là rảnh ngay được cơ chứ. Chồng đã đi làm về mệt nhọc, chị không biết đường an ủi, lại còn chửi rủa sừng cổ lên với chồng như thế kia là tôi không chấp nhận nổi đâu. Gia đình chị vô văn hóa, bố mẹ chị không biết dạy dỗ con cái phép tắc à? Mẹ chồng từ cửa bước vào đã vội bênh con trai yêu quý của bà. Tôi biết mình luôn là người thừa, người dưng trong lòng họ. Nhưng họ có cần nhẫn tâm đến mức nói lên những lời cay đắng xúc phạm chạm tới đáy lòng của tôi như vậy hay không? Cơn đau từ vết mồm lại truyền đến. Tôi một tay ôm bụng, một tay ôm con, nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Tôi sẽ không rơi nước mắt vì những lời nói từ miệng của những con người kia thoát ra. Họ không đáng để tôi phải tôn trọng, không đáng để tôi phải quan tâm. Một thằng chồng chỉ biết bám váy mẹ, một bà mẹ chồng không biết lý lẽ. Luôn vô căn cứ áp đặt con dâu thì có gì để tôi phải nuối tiếc cơ chứ? Mẹ đã nói như thế thì con cũng không còn gì để nói nữa. Giờ mẹ và anh ra ngoài đi, cô bảo họ cần được nghỉ ngơi, nó đã quấy cả đêm qua rồi. À, giờ chị còn dựa con đuổi cả chồng với mẹ chồng cơ đấy. Chị tưởng mỗi mình chị đẻ mổ mà muốn làm bà hoàng nhà này à? Ngày xưa tôi cũng đẻ mổ thằng nam, xuống giường đẻ là phải tự lo cho bản thân chứ đâu có sướng như chị bây giờ. Còn ngồi ở đấy mà kêu than, mau ra thu dọn nhà cửa đi.
Mẹ nói phải đó. Tôi chiều quá, nên cô sinh hư ư. Ngày trước nhà tôi nghèo khó, mẹ đẻ đái xong vẫn một tay lo việc hết nhà. Cô đừng có tưởng bờ, ở nhà cao cửa rộng mà được ăn chơi không phải làm gì. Như tôi đây này, phải nai lưng ra đi tiếp khách đối nội đối ngoại, mới có tiền đem về mà phục vụ cho mẹ con cô đấy. Mẹ chồng nhìn thái độ đồng tình của chồng tôi thì càng khiến bà đắc ý. Bà nhanh tay với lấy cây chổi gần đó ném về phía tôi, rồi họ rồng rắn dắt nhau ra ngoài. Không một ai hỏi han quan tâm gì đến cô Bon, cũng như vết mổ của tôi nữa. Thế này cũng gọi là người một nhà ư? Tình thương của họ còn không bằng nổi một người xưng nước lã. Kể từ đó, tôi cũng biết mình sẽ khó sống trong căn nhà này. Nhưng tôi lại ai ngại không dám gọi điện về nói với bố mẹ đẻ. Tôi lo sợ họ lại lo lắng, phát phiền vì đứa con gái như tôi. Tôi không muốn bố mẹ mình phải quá muộn phiền ở cái độ tuổi đầu bạc như thế. Trong đầu tôi lúc này chỉ lóe lên một tia suy nghĩ. Tôi không muốn phải chịu khổ, càng không muốn sau này còn mình phải sống chung với một người bố vô tâm, một người đàn bà xào quyệt và một gia đình thiếu nề nếp như thế này. Sau khi lừa cô Bon đi ngủ, tôi cố gắng gượng, cầm cây chổi và bắt đầu hành trình thu dọn. Giờ đây tôi chỉ chờ đợi thời cơ để có thể bế cô Bon trốn khỏi căn nhà địa ngục này. Tôi muốn buông xuôi tất cả, những người gọi là mẹ chồng ngoài kia. Với tôi bây giờ chỉ có cô Bon là nguồn sống, là nguồn năng lượng duy nhất của tôi mà thôi. Chờ đến gần nửa đêm, khi mà chồng và mẹ chồng đã say giấc nồng, tôi nhẹ nhàng ẵm cô Bon, không quên mang theo một số vật dụng cần thiết, cố gắng cất bước rời khỏi căn nhà này. Tôi ôm chặt cô Bon vào lòng, chậm chậm lết đi với hy vọng cô Bon sẽ không giật mình, không phát hiện ra bất cứ tiếng động nào để làm mọi người tỉnh giấc. Có như thế thì mẹ con tôi mới bình an mà trốn khỏi đây. Nhưng đời không như là mơ. Khi tôi vừa lết ra đến cổng nhà thì cô Bon bỗng dưng khóc ré. Cũng đúng lúc mẹ chồng tôi bước chân ra ngoài cửa. Bà ta nhìn thấy bóng sáng tôi thì tới thấp chạy đến. Tôi cũng hoảng loạn mà bất chấp, cho dù vết mổ đang rỉ máu, vẫn cố gắng bế cô Bon chạy thật nhanh với tia hy vọng sẽ gặp được điều kỳ diệu nào đó. Vừa chạy vừa ngoảnh lại, nhìn phía sau mẹ chồng đã đuổi đến sát nơi. Do không để ý đường mà tôi vô tình vấp phải cục gạch, làm cả hai mẹ con ngã nhào xuống nền đường. Giỏ đồ quần áo của cô Bon cũng theo đó mà văng tung tóe ra mặt đường. Cũng may cô Bon được lớp chăn dài bao bọc nên không tổn thương một xíu nào cả. Nhìn lại mẹ chồng đã chạy đến phía bên đường đối diện, tôi lại càng hoảng loạn hơn, nhưng cũng đành bất lực vì vết mổ đã chảy quá nhiều máu. Chân thì như đã trẹo, sức cũng đã kiệt đi khá nhiều, còn cô Bon thì vẫn khóc ré lên. Chẳng lẽ số phận của tôi thực sự không thoát nổi nơi địa ngục trần gian này ư? Tôi bỏ lê lại chỗ cô Bon, cố gắng chạm đến thằng bé từng chút một. Phía bên kia, mẹ chồng tôi cũng đã tiến tới gần, mỗi lúc một gần hơn. Khoảnh khắc gương mặt mẹ chồng cận kề làm tim tôi như muốn ngừng đập. Niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cũng từ đó mà tan thành mây khói. Tôi nhắm tịt mắt ôm chặt cô Bon, không dám ngước mặt lên để đối diện với hiện thực phũ phàng. Kít. Ánh đèn pha từ chiếc ô tô phía trước chiếu rọi vào người làm tôi chói mắt. Chiếc xe thắng gấp, người đàn ông trên xe vội vã bước xuống nhìn về phía tôi và cô Bon, cất giọng nói. Cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Niềm hy vọng trong tôi lại thức tỉnh. Ánh mắt tôi sáng rực lên, nhìn về phía người đàn ông kia, cất giọng cầu cứu. Làm ơn, giúp mẹ con tôi với. Xin hãy giúp mẹ con tôi rời khỏi nơi đây. Tôi xin anh đó, xin anh hãy nhanh lên. Vừa nói, tôi vừa ngoái lại nhìn. Mẹ chồng còn cách chỗ tôi chừng chục bước chân nữa. Chẳng đợi người đàn ông kia trả lời, tôi vội bám lấy áo anh ta, giọng khẩn khoản gấp gáp hơn. Xin anh đó, hãy giúp mẹ con tôi đi. Bà ta sắp đến đây rồi, tôi cầu xin anh mà. Anh ta còn chưa hiểu chuyện gì thì cũng là lúc mẹ chồng tôi vừa đến nơi. Lạ thay, bà không hề cắt còng to tiếng như mọi khi mà hết sức nhẹ nhàng ân cần với tôi. Thiên Kim, sao con lại bế con mà bỏ đi trong đêm thế này? Mẹ đã nói rồi, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, có gì không nên. Không phải thì đợi ngày mai chồng con đã tỉnh rượu rồi hai đứa ngồi nói chuyện. Con vừa sinh em bé xong, vết mổ còn chưa lành, còn cô Bon bé xíu, sao con lại bế thằng bé ra sương gió như thế chứ? Thôi đứng lên đi, mẹ gọi chồng con rồi, nó lái xe ra đây đón bây giờ đấy. Nghe lời quan tâm hết sức ngọt ngào ấy,
Như thể bà là một người mẹ chồng hết sức chu đáo, lo lắng cho con dâu. Nhưng thật không ngờ, sau cái vỏ bọc giả tạo kia là một người đàn bà xảo quyệt, hết sức thủ đoạn. Chính vì lớp mặt nạ của bà quá hoàn hảo mà người đàn ông lạ kia đã e ngại không dám giúp đỡ tôi. Anh ta nhìn sang phía mẹ chồng, giọng trầm âm nói. Bác là người thân của cô gái này ạ? Thật là may mắn quá. Phải rồi. Thế cháu là... cháu có việc gấp nên chạy qua đây. Thấy hai mẹ con cô ấy nằm giữa đường nên tiện muốn giúp đỡ thôi ạ. Thật là cảm ơn cháu quá. Người có lòng tốt như cháu bây giờ cũng thật là hiếm gặp. Thôi, cháu có cái việc gấp thì cứ đi đi. Chuyện gia đình bác về sẽ bảo ban lại con cái sau. Ngay sau câu nói đó của mẹ chồng tôi cố gắng gượng dậy, một tay bế cô Bon, một tay với lấy vạt áo của người đàn ông kia. Giọng nói có phần yếu ớt hơn, ánh mắt đáng thương nhìn thẳng vào mắt anh ta, cầu cứu thêm một lần nữa. Xin anh đừng tin lời bà ta. Bà ta không tốt như anh nghĩ đâu. Xin anh hãy giúp mẹ con tôi rời khỏi nơi này. Tôi xin anh đó, tôi không muốn quay lại nơi địa ngục ấy đâu. Cậu đừng tin lời nó nói. Nó vừa mới đẻ xong nên tâm lý chưa ổn định, ăn nói linh tinh ấy mà. Còn ra đây với mẹ, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Người ta còn đi lo công việc quan trọng nữa mà. Bà ta rút tay em ra khỏi người đàn ông lạ kia, rồi một mực căng căng cướp lấy cô Bon trên tay em. Tuy ánh nhìn của người đàn ông kia có ý muốn giúp đỡ, nhưng anh lại e ngại bởi hành động của mẹ chồng mà chần chừ. Rồi cũng dứt khoát từ chối lời đề nghị của tôi. Anh ta cũng lên xe, rồi lái vút đi. Còn cô Bon sau khi bị mẹ chồng cướp khỏi tay tôi, thằng bé lạ hơi mà khóc thét lên. Nhưng mẹ chồng tôi một mực không chịu trao thằng bé lại cho tôi. Sau khi chiếc xe của người đàn ông lạ khuất hẳn, mẹ chồng tôi thay đổi sắc mặt. Bà ta nhìn tôi như quân thù, xối xả. Còn rành, mày trốn đi, trốn nữa đi. Đi mà bêu rếu nói xấu mẹ chồng. Mày nghĩ người ta tin mày chắc? Nhà tao cũng chẳng giữ các loại con dâu như mày đâu. Có giỏi thì cứ cút về nhà mày đi. Còn cháu, mày đừng có hỏng mà đem đi. Mẹ à, con biết con sai rồi. Mẹ bỏ được cô Bon cho con đi. Thằng bé khóc khàn cả tiếng rồi. Mau đưa con đi mẹ. Tôi nhìn con khóc mà lòng xót xa, không kiềm chế nổi cảm xúc, đành miễn cưỡng xuống nước van xin mẹ chồng. Bà ta vẫn không có ý định trao trả cô Bon. Dường như bà ta không còn một chút tình người nào đối với bé Bon nhỏ bé của tôi. Mục đích của bà chỉ là cướp cô Bon để điều khiển tôi. Vì bà ta thừa biết tôi không thể bỏ đi nếu thiếu cô Bon. Tôi cũng thừa hiểu bản tính độc ác thủ đoạn bất chấp của bà. Nếu không vì bị hành hạ từ ngày đầu bước chân vào làm sâu, thì giờ đây tôi cũng đâu tức bước vỡ bờ để nước bế con mọn trốn đi ngay trong đêm hôm sương gió. Chẳng qua là vì tôi không thể chịu đựng nổi con người xảo quyệt nhiều mặt như bà ta. Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW quen thuộc của chồng tôi đi tới. Hắn bước xuống xe, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng, giáng vào má tôi một cái tát đau tiếng rồi buông lời phũ phàng. Mày rảnh rỗi quá nên thích gây chuyện à? Đêm hôm rồi còn không lo ngủ, còn cắp con ra đây làm gì? Có chân đi thì có tự chân về. Đừng hòng bảo thằng này rước về. Về thôi mẹ, kệ nó, muốn đi đâu thì đi luôn đi. Còn ngán cái mùi hôi thối trên người nó lắm rồi. Ừ, phải đó, mình về thôi con. Kệ xác nó đi, muốn trốn, muốn làm bà hoàng ra sao thì làm. Nhà ta vô phúc, bê vớ phải lại con dâu mất dạy. Loại vợ hư hỏng thiếu phép tắc kỷ luật như nó. Để nó về cho bố mẹ nó dạy đi. Trả cô Bon cho tôi. Các người trả con lại đây cho tôi. Các người lấy quyền gì mà cướp con tôi đi? Đồ rắn độc, đồ vô lương tâm. Loại bố loại bạn như các người thật không đáng sống trên đời này. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy? Ông thật là nhẫn tâm mà. Mà kệ cho tôi than khóc. Họ nói rồi lên xe chở nhau về. Không một ai quan tâm tới vết thương đang rỉ máu của tôi. Những tưởng chỉ có mẹ chồng, không ngờ chồng cũng vô tâm như vậy. Thử hỏi xem nếu bây giờ tôi bước chân về ngôi nhà đó thì liệu rằng họ sẽ đối xử với tôi tốt đến cỡ nào nữa. Nhưng còn cô Bon, nếu tôi không trở về, Bon chắc chắn sẽ rất nhớ mẹ. Bon khóc, Bon đói thì biết phải làm sao đây. Tôi không thể là một người mẹ vô tâm ích kỷ như thế được. Nghĩ đến đó thôi là tôi lại cố gắng lết từng bước để trở về ngôi nhà địa ngục trần gian đó. Tôi luôn cố gắng nhủ thầm rằng chỉ cần được nhìn thấy cô Bon, mọi niềm đau khổ của tôi đều chấp nhận làm ngơ. Rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ đưa cô Bon trốn khỏi nơi đó.
Trời bất ngờ đổi cơn mưa rào, nước mưa tắt thẳng vào mặt càng làm tôi đau đớn. Đau đớn hơn cả vết mổ là nước mưa đang ngấm dần vào. Một tay tôi ôm bụng vì vết mổ mỗi lúc chảy máu nhiều hơn. Đường đi phía trước dần dần trở nên mờ ảo, lúc ẩn nước hiện trong đôi mắt tôi. Cho đến khi ánh mắt tôi nhạt nhòa, tôi dần dần lịm đi thì có ánh đèn ô tô phía trước cũng mỗi lúc một gần. Tôi giơ tay về phía ánh sáng đó như muốn cầu cứu họ. Nhưng nó còn chưa kịp đến nơi thì tôi đã ngã quỵ ra nền đường. Mắt tôi nhắm lại hẳn, không còn ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa. Cậu ấy là ai thế? Tôi cũng không biết nữa. Đêm qua thấy cậu chủ đưa về để kêu tôi chăm sóc. Tiếng mấy người nói chuyện ý ới khiến tôi từ từ tỉnh dậy. Tôi chớp mắt rồi mở hẳn. Nhìn khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm, khác xa với căn nhà địa ngục tôi từng sống suốt một năm qua. Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau cơn mưa đêm qua. Tôi cố gắng gượng bò dậy thì cơn đau buốt từ vết mổ truyền đến. Lúc này tôi mới để ý tay mình đang được truyền dịch. Vết mổ xỉ máu đêm qua cũng đã được thay và vệ sinh lại. Ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng không phải là quần áo của tôi. Cô chưa thể cử động được đâu. Cứ nằm đó tinh dưỡng, lấy lại sức khỏe đi. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông, ngày sau đó là bóng dáng quen thuộc của chàng thanh niên đêm qua hiện ra. Tôi cũng dần dần hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi đây. Mấy cô gái kỳ nãy thấy bóng dáng của cậu ấy thì cúi chào nhanh nhau. Cậu chủ dậy sớm vậy ạ? Mấy chị đi ra ngoài tiểu hoa giúp tôi nhé. Lát nữa tôi sẽ cần thì gọi sau. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Chàng thanh niên nói với họ xong thì quay vào tiến lại chỗ tôi. Anh ta chăm chú điều chỉnh mức độ nước chảy trong chai dịch rồi hỏi hắn tôi. Cô có thấy đau buốt nhiều ở vết mổ thì hãy nói với tôi nhé. Tôi sẽ cho thêm liều thuốc giảm đau. Cậu là bác sĩ sao? Phải. Nếu có gì thì cô cứ nói để tôi giúp cô phục hồi nhanh nhất có thể. Cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn về nhà. Cậu có thể đưa tôi trở về nhà được không? Nhớ đến tiếng khóc xé lòng của cô Bon đêm qua, lòng tôi lại rối như tơ vò. Cảm xúc bất ổn không yên. Từ đêm qua đến giờ, bọn không có tôi không biết sẽ ra sao nữa. Mẹ chồng chắc chắn sẽ quát mắng và hắt hủi thằng bé dữ lắm. Còn người bố vô tâm kia, hẳn chưa một lần phát sữa cho bọn uống. Họ sẽ để thằng bé chết đói mất. Nghĩ đến đây, tôi lại càng nóng lòng hơn. Tôi không thể chịu đựng, không muốn cô Bon bị bọn họ ngược đãi. Tôi phải trở về để chăm sóc, dành tình yêu thương cho Bon. Khóe mắt tôi vô thức tuôn lệ. Dường như người kia cũng nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân này của tôi thì phải. Cậu ta nhẹ nhàng an ủi tôi. Cô không thể lại đi vào lúc này được. Điều đó rất là nguy hiểm. Đêm qua phép mổ của cô đã bục trì rồi. Nếu tiếp tục đi lại thì tôi e rằng sẽ không thể cứu chữa giúp cô nữa đâu. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong gia đình cô. Nhưng trước tiên cô hãy nghĩ đến tính mạng của mình trước đã. Phải đảm bảo cho sức khỏe của mình tốt thì muốn làm gì sau đó cũng được mà. Nhưng còn tôi, của bọn đã rơi tay bọn họ rồi. Tôi sợ bọn họ sẽ hành hạ, sẽ bỏ đói thằng bé. Họ không tốt như mọi người nghĩ đâu. Thằng bé sẽ chết mất, cậu có hiểu không? Tôi phải cứu thằng bé ra khỏi nơi địa ngục đó. Cô bình tĩnh lại đi. Họ mà cô nói, có phải là bố và bà nội của đứa bé không? Phải. Nhưng họ là những con người không có tình thương. Họ coi tôi không bằng con vật nuôi trong nhà. Tôi sợ. Tôi rất sợ cô Bon sẽ khổ sở khi ở chung với họ. Thằng bé chắc chắn sẽ khóc dữ lắm. Dù gì họ cũng là cha và bà nội của cô Bon, nên tôi tin họ sẽ không làm hại cô Bon đâu. Cô cứ yên tâm tính dưỡng đi. Tôi sẽ giúp cô dò la tin tức. Nếu họ ngược đãi cô Don, tôi sẽ giúp cô đưa thằng bé ra khỏi căn nhà đó. Cậu nói thật chứ? Phong, anh có ở đây không? Tiếng nói nhẹ nhàng êm ái của một cô gái vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cả tôi và chàng trai kia cùng hướng ánh mắt ra cửa, đợi chờ chủ nhân của giọng nói đó. Một cô gái kiều diễm, nước da trắng hồng, màu tóc vàng nâu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tôi đầy nghi hoặc. Cô gái bước vào tiến đến bên cạnh, ôm chặt vào tay của chàng trai, nhẹ nhàng hỏi. Cô gái này là ai vậy Phong? Ninh Kỳ, em đến không thông báo trước để anh ra đón. Chuyện về cô gái này anh sẽ kể sau. Bây giờ chúng ta ra ngoài để cho cô ấy nghỉ ngơi trước đi. Vậy thì em đợi anh ở bên ngoài nhé. Nikki khẽ cúi đầu chào hỏi rồi cất bước rời đi. Dường như ánh mắt của cô ấy nhìn tôi chứa đựng sự căm ghét, ganh tị mà không nói thành lời. Sau khi Nikki rời hẳn,
Phong còn chu đáo căn dặn hậu tôi. Cô nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nếu có gì bất ổn về cô Bon thì tôi sẽ thông báo với cô ngay. Tôi cũng khẽ gật đầu và cảm thấy yên lòng hơn khi nhận được câu nói chắc nịch đó của Phong. Một tuần sau, vết cầu của tôi cũng dần dần lành hẳn. Tôi có thể bắt đầu tập đi lại nhẹ nhàng như lời căn dặn của Phong. Suốt thời gian tôi nằm giữa bệnh, Phong cũng luôn chịu khó cập nhật tình hình cô Bon cho tôi yên tâm. Những bức ảnh cô Bon say sắc, có cả tấm cô Bon cười toét miệng. Theo lời Phong kể, thì họ đã thuê một bà vú có kinh nghiệm để chăm sóc cho cô Bon, nên Bon của tôi đã được ăn no ngủ kỹ, không còn khóc nhiều như trước. Được như thế, tôi cũng yên tâm phần nào. Chị bắt đầu đi lại được rồi à? Nikki, làm gì mà chị ngạc nhiên thế? Hay tôi không phải là anh Phong, nên chị thấy tiếc nuối? Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là hơi bất ngờ, vì mới sáng sớm mà cô đã có mặt ở đây thôi. Tôi từ phía trên vừa bám vào thành cầu thang, vừa chậm rãi bước xuống. Nikki vẫn nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như muốn đốt cháy. Giọng nói đã không còn thánh thiện như lần đầu gặp tôi. Gì chứ? Đây là nhà người yêu của tôi. Tôi thích đến lúc nào mà chẳng được. Thậm chí ở lại luôn đây cũng là bình thường thôi. Còn chị, một người lạ hoắc từ đâu vào nhà người yêu tôi, ở hơn hàng tuần nay mà không chịu đi là sao vậy? Tôi sẽ sớm đi thôi. Sớm là bao giờ? Tôi không có lòng cao thượng để vị hôn phu của mình ở chung với một người phụ nữ khác đâu. Chị được yên ổn ở đây một tuần qua là do Phong đã hết mực khuyên nhủ và hứa hẹn với tôi đủ điều đấy. Tuy rằng hoàn cảnh của chị khó khăn, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc chị cứ ở lì mãi đây đâu. Cũng là người phụ nữ, con gái, nên tôi hiểu suy nghĩ của cô. Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không có ý định cướp đoạt những thứ thuộc về cô đâu. Tôi có chồng có con rồi mà. Thôi được rồi, chỉ cần chị ghi nhớ lời hứa của mình thì tôi cũng không phải là con người quá khắt khe. Nhưng một tuần nữa, nhất định chị phải rời đi đấy. Tôi đồng tình gật đầu trước lời nói đúng đắn của Nikki. Cô ấy đang ghen, đang sợ mất Phong cũng là điều sẽ hiểu thôi. Một chàng trai tốt bụng, đẹp trai nhà giàu như cậu ấy, Nikki không giữ thì chắc chắn ngoài kia ối cô đang rình rập. Nếu tôi chưa lấy chồng thì có lẽ Phong cũng nằm trong tầm nhắm của tôi rồi. Nhưng giờ đây chuyện trai gái nam nữ không còn quan trọng với tôi nữa. Cái tôi nghĩ tới lúc này là một cuộc sống tự do tự tại cùng với cô Bon. Muốn như thế trước tiên tôi phải có đủ điều kiện để nuôi cô Bon, sẽ đưa đơn ly dị ra tòa để không dính dáng đến gia đình họ nữa. Còn bố mẹ tôi nơi quê nhà, liệu khi biết được tình cảnh éo le này của tôi, họ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng tôi chưa muốn họ biết một điều gì cả. Cứ đợi đến khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đưa cô Bon về cáo lỗi cùng họ. Những ngày sau đó, ở trong căn biệt thự của Phong, tôi luôn cảm giác không được thoải mái như trước nữa. Tất cả mọi người làm, từ bà quản gia thì dường như không ai ưa gì tôi cả. Hễ cứ thấy bóng sáng của tôi là họ thì thầm to nhỏ với nhau. Tuy họ không nói, nhưng tôi biết rõ là họ đang nói xấu tôi. Cho đến một buổi sáng bình minh, tôi dậy sớm hơn mọi ngày bình thường. Đơn giản vì hôm nay tôi muốn ngắm nhìn những tia nắng ban mai buổi sớm. Một cô người làm đang tỉa hoa nói. Này, không biết đến bao giờ thì con nhỏ kia nó mới chịu đi nhỉ? Một cô khác đang cắt cỏ gần đó đáp lại. Công nhận, nó cũng lì thật đấy. Bọn mình công kích nói xấu, ghét ra mặt như thế, mà còn mặt dày có biết ngại mày ạ. Cô kia tiếp lời. Có lẽ chúng ta nên nói lại với cô Nikki. Cách này của cô Nikki tuy hay, nhưng mà chưa độc. Phải bảo cô Nikki nghĩ ra kế gì đuổi thật nhanh con nhỏ đó đi. Nó cứ lảng vảng quanh cậu chủ như thế này, chỉ khổ thân cho cô Nikki xinh đẹp của chúng ta thôi. Cô kỳ nãy đáp lại. Tôi cũng không muốn ai làm bà chủ ngoại cô Nikki đâu. Cô ấy vừa xinh đẹp tốt bụng với chúng ta. Còn cái con nhỏ đáng ghét kia thì thật là phiền phức mà, bắt chúng ta chăm sóc những nửa tháng trời. Bước chân của tôi khựng lại khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Nghe đến đó là thôi, tôi cũng đủ hiểu thời gian qua tại sao tôi lại bị bọn họ ghét vô cớ. Hóa ra, Nikki không hề tốt như tôi nghĩ. Ngoài mặt thì cô ấy bảo tôi tự rời đi, như thể cô ấy vẫn là một con người cao cả. Nhưng đằng sau lưng thì cô ấy lại sai đám người kia công kích tôi, để tôi chán nản, phải tự tìm đường lui. Mà tôi cũng không thể trách Nikki được, vì nơi này vốn dĩ đâu thuộc về tôi cơ chứ. Vừa bước đi, vừa ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một lần nữa. Sức khỏe của tôi cũng đã ổn định hơn
không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người bọn họ được. Cô làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Phòng từ vườn hoa hướng dương phía trước ló người ra nhìn tôi đầy dò xét. Người con trai này thật là tốt bụng, khiến tôi thầm cảm kích. Nếu nói tôi không có một chút rung động nào với anh thì là tôi nói dối. Chỉ có điều tôi không dám thừa nhận những tình cảm đó. Tôi đâu còn đủ tư cách để thể hiện nó với Phong. Tôi là một người đàn bà thất bại trong một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi luôn cảm giác ở gần Phong rất quen thuộc. Cứ như trước kia tôi và Phong đã thân thuộc từ trước rồi. Lắc lắc cái đầu, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi tiến lại gần, vô thức lấy tay, nhặt chiếc lá trên tóc Phong rồi nói. Tôi đang nghĩ về một người mà tôi không bao giờ chạm tới được. Cô đang nói đầy coupon sao? Coupon? À, vâng, đúng là tôi đang nói về coupon. Có lẽ trên đời, người con trai khờ nhất đúng là Phong. Tại sao vào trong hoàn cảnh này, Phong lại có thể suy nghĩ tôi nói về coupon cơ chứ? Phong còn nói rất nhiều, nhưng tất cả đều không lọt vào tai tôi. Tôi cứ thế thẫn thờ ngắm nhìn người con trai phía đối diện, vẻ đẹp trong con người anh ta làm tôi si mê mất rồi. Bất ngờ, một con sâu từ đâu rơi trúng tay tôi. Hoảng quá tôi nhắm tịt mắt lại, nhảy bổ ôm chầm lấy Phong để kêu la. Sâu, sâu kìa, tôi sợ sâu lắm, cậu bắt nó ra giúp tôi đi. Lúc này tôi cảm nhận cả người Phong cũng cứng đờ ra. Dường như tôi đã quá manh động, khiến Phong không khỏi ngỡ ngàng. Cậu đến thở còn không dám thở, nói gì đến bắt con sâu đó ra khỏi người hội tôi. Biết làm sao được cứ. Cái tính nhát như tỏ đế, mỗi lần gặp sâu của tôi từ trước đến nay đều không thiên giảm một chút nào cả. Chẳng hiểu tôi được thừa hưởng cái đức tính tốt đẹp này từ bố hay mẹ. Nhưng phải nói, con sâu nó làm tâm trí của tôi run sợ như gặp phải kẻ giết người vậy. Phong, Thiên Kim, hai người đang làm trò gì sau lưng tôi vậy? Tiếng nói lạnh lót, có đôi phần tức giận len lỏi của Nikki từ phía sau lưng tôi truyền đến. Cả tôi và Phong đều giật mình. Lúc này tôi vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người Phong. Vì con sâu, nó vẫn chưa buông tha cho tôi. Thì tôi làm sao mà buông tha cho Phong được? Như hiểu ý tôi, một lúc sau Phong mới tỉnh táo, giúp tôi búng con sâu ra. Tôi e ngại nhìn cậu ấy rồi từ từ buông tay ra. Cả hai chúng tôi bất ngờ lùi ngược lại vài bước. Phong nhanh chóng chạy lại chỗ Nikki giải thích. Chuyện không như em nghĩ đâu, em đừng hiểu lầm. Anh tránh ra, em cần phải hỏi rõ chị ta. Nikki tức tối, khuôn mặt hầm hầm tiến thẳng lại gần chỗ tôi, hách dịch nói. Đây là điều chị hứa à? Tôi thật là thất vọng về chị quá đấy. Uổng công tôi đã tin tưởng và chấp nhận cho chị ở lại đây. Bốp. Dứt lời, Nikki thẳng tay giáng một cái tát mạnh vào mặt của tôi. Cậu ta dường như chẳng còn giữ ý hay tỏ ra hiền từ trước mặt Phong nữa. Cơn ghen đã vô tình làm tâm trí của cô ta thể hiện một cách đúng đắn bản chất thật của con người mình. Vì hành động quá nhanh của Nikki làm tôi không kịp phản kháng. Phong lúc này dường như đã nhận thấy phần quá đáng của Nikki mà lên tiếng cằn nhằn giúp tôi. Em làm gì thế Nikki? Em quá đáng rồi đấy. Em mau xin lỗi Thiên Kim đi. Xin lỗi ư? Tôi thì có lỗi gì? Người có lỗi phải là chị ta mới đúng. Anh đã nói chuyện không như em nghĩ rồi mà. Giữa anh và Thiên Kim chưa hề có bất cứ mối quan hệ nào xảy ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng có cố gắng bào biện cho chị ta. Chị ta là cố ý. Cố ý tiếp cận anh đấy. Còn anh thì mù quáng vì chị ta mà xích mích với em ư. Em đang đi quá xa rồi đó Nikki. Chỉ là Thiên Kim sợ sâu nhờ anh bắt giúp thôi. Chuyện có gì to tát đâu mà em phải làm ầm lên thế. Cô ấy cũng chưa từng có ý định tiếp cận anh lần nào. Tại sao em lại dựng chuyện lên như thế? Em mau bình tĩnh lại đi. Nikki, mới ngày anh biết, không phải là người không biết phân biệt phải trái. Anh nghĩ, em luôn là người sáng suốt nhất, trong số những người sáng suốt cơ mà. Cuộc tranh cãi dường như đã lên tới đỉnh điểm. Cả hai người họ không ai chịu nhún nhường. Chứng kiến cảnh ngày, tôi lại càng ái ngại vì là nguyên nhân họ cãi nhau. Cái tát mà Nikki tặng tôi khi nãy vẫn còn in hẳn nằm dấu tay trên mặt. Tuy là có đau, nhưng chắc chắn không thể bù đắp nỗi lòng cho Nikki lúc này. Tôi chủ động lên tiếng hòa giải. Nikki, Phong, cảm ơn hai cô cậu suốt thời gian qua đã cưu mang và chăm sóc tôi. Sự việc đúng như Phong nói, tôi không có cố ý hay là mục đích gì để phá vỡ hạnh phúc của hai cô cậu cả. Sức khỏe của tôi cũng đã ổn định hơn. Tôi cũng không muốn tiếp tục liên lụy đến hai người nữa. Xin phép hai cô cậu
tôi sẽ rời đi luôn trong ngày hôm nay. Phong nhìn tôi đầy ái ngại. Thiên Kim à, chị đừng để ý những gì Nicky nói. Cô ấy không có ý định đuổi chị đi đâu. Chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh của chị mà. Nếu bây giờ chị đi, thì sẽ định đi về đâu? Anh để cho chị ấy đi đi. Tại sao anh còn phải lưu luyến chứ? Hay là anh thích chị ta rồi? Nicky, em nói trúng tim đen của anh rồi có đúng không? Tôi cố tình chen ngang họ vì không muốn họ gây gổ với nhau thêm nữa. Tôi đã quyết định rồi. Cảm ơn hai cô cậu. Bây giờ tôi sẽ về phòng thu dọn và rời đi liền. Nói rồi tôi dứt khoát bước đi với mong muốn họ sẽ vì thế mà có thể hòa giải với nhau. Chào tạm biệt tất cả con người nơi đây. Sự thật tôi cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu trong khi người không có một xu dính tối. Dù cho thế, tôi biết mình không thể ở lại nơi đây thêm nữa. Tôi sợ rằng vì lòng tốt bao dung của Phong sẽ làm tôi rung động mất. Đến lúc đó, tôi khác gì những điều Nicky nói. Con giáp thứ 13 cướp bồ. Một điều có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Trước khi rời đi, Phong còn cố gắng tìm cách gặp riêng tôi để nói lời tạm biệt. Tôi thay mặt Nicky, xin lỗi chị. Nếu chị đã quyết định rời đi thì tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của chị. Nhưng chị hãy nhớ, nếu có gì khó khăn về cuộc sống thì cứ tìm gặp tôi nha. Chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ chị. Bước chân ra khỏi căn biệt thự của Phong, tôi không dám ngoảnh lại nhìn. Tôi sợ rằng khi ngoảnh lại thì lòng tôi sẽ vướng vào nỗi lưu luyến khó quên. Đi bộ một đoạn, nhìn trên những tấm biển quảng cáo, tôi chợt nhận ra nơi đây vẫn nằm trong địa phận Đà Lạt. Lòng lại dâng lên nỗi nhớ con. Tôi ước một lần có thể nhìn thấy cô Van. Mãi nghĩ mà tôi không để ý đường, chầm vất phải viên đá, ngã sấp mặt xuống nền đường luôn. Đồ đạc trong túi đeo cũng theo đó mà văng ra ngoài. Lồng cồng bò dậy, tôi lom khom cúi người nhặt lại đồ, cho đến khi tay vô tình sờ vào túi đồ mới phát hiện ra có một ít tiền đã được ai đó cố ý nhét vào từ khi nào. Tôi nghĩ người đó không ai khác chắc chắn là Phong. Cậu ấy luôn chu đáo khiến tôi vô cùng khó xử. Nhờ số tiền đó của Phong, tôi di chuyển thuận lợi hơn. Bà, liệu mà chăm sóc thằng bé cho tốt vào? Nó mà ốm đau bệnh tật là bà coi chừng với tôi đấy. Dạ, tôi biết rồi thưa bà chủ. Lúc phía sau hàng rào, tôi vẫn nghe rõ giọng nói chăn chát của mẹ chồng. Còn cái giọng nhỏ nhẹ kia có lẽ là bà Vú chăm sóc cho cu Bon. Vậy là cu Bon của tôi vẫn được ăn no ngủ kỹ. Chỉ mong bà ta vì tình thâm máu mủ mà đừng hắt hủi ngược đãi cu Bon. Lúc nào cũng quan tâm tới cu Bon như thế này là được. Con đi làm à? Dạ vâng. Con phải đi công tác một tuần. Mẹ ở nhà chăm sóc cu Bon giúp con với nhé. Được rồi, con cứ yên tâm mà lo công việc đi. Nhà cửa cháu chắt, cứ để mẹ lo là được mà. Vậy thì con nhờ mẹ. Thế còn chuyện xe mắt, con tính sao rồi? Mẹ à, con đã nói rồi mà. Bây giờ đầu óc con đang rất căng thẳng. Con chưa nghĩ đến và cũng không có ý định sẽ gặp mặt ai đâu. Huống chi con và mẹ cu Bon vẫn còn là... Là gì? Nó bỏ nhà đi nửa tháng nay rồi mà mày vẫn còn chưa sáng mắt ra hả con? Cái loại người như nó mày tiếc nuối làm gì? Mày không nhớ tới lời dặn của bố mày một năm trước khi mất à? Phải con cháu đông vui thì ông ấy ở dưới dế vàng mới vui vẻ được. Đơn đề nghị ly dị mẹ cũng gửi ra tòa giúp mày rồi. Chỉ cần một tuần nữa đi công tác về, mẹ dẫn mày đến xem mắt con gái ông bà Hồ. Đảm bảo mày sẽ ưng con bé đó liền à. Thôi thì tùy mẹ, con đi làm đây. Tôi không nghe nhầm chứ. Chồng tôi mà lại từ chối đi gặp mặt con gái nhà xa xáo ư? Chẳng phải trước kia anh ta luôn trăng hoa bay nhảy hay sao? Mà giờ đây, nghe cái giọng điệu này có vẻ như anh ta là người đàn ông mẫu mực vì con cái gia đình thì phải. Được thế cũng tốt, tôi cũng yên tâm hơn phần nào mà để cu Bon lại nơi đây. Tôi tự nhủ trong lòng rằng, Bon yêu quý, chúc con vạn sự bình an, đợi khi mẹ có tiền, sẽ quay trở lại tìm con. Sài Gòn, ngày 5 tháng 9. Tôi sải bước trên con đường Sài Thành rộng lớn, không biết sẽ đi đâu về đâu để tìm một công việc cho vừa sức riêng của mình. Con người mới, mảnh đất mới, liệu rằng sẽ mang đến niềm vui hay điểm gờ cho bản thân tôi. Cho dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao thì tôi vẫn phải cố gắng. Tôi không muốn bố mẹ ngoại bác phải đau buồn khi biết đến cảnh ngộ hiện tại của mình. Tôi càng phải vững chắc để mai sau làm chỗ dựa cho cô Ban. Tất cả là vì những người thân yêu của tôi. Chú ơi, cho cháu hỏi, ở đây đang tuyển lao động có phải không ạ? Phải rồi đó. À,
quản lý đang đi kia kìa, cháu lại hỏi cụ thể đi. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Sau mấy ngày tìm hiểu, cuối cùng tôi quyết định đến nơi đây để xin việc. Đây là một công ty mới thành lập, nên tôi nghĩ con người nơi đây cũng không quá khắt khe và mưu tính. Chào chị. Chị ơi, em muốn nộp hồ sơ. Muốn làm lao công phải không? Dạ, vâng ạ. Trả như cô thì liệu có làm được không? Đưa hồ sơ đây tôi xem. Dạ, em gửi. Một người phụ nữ trung niên, chừng ngoài 30, với cặp kính, cận dày cộp, khuôn mặt nghiêm nghị làm người khác nhìn vào có đôi phần sợ hãi. Nhưng riêng tôi lại thích những con người cứng nhắc, thẳng thắn như chị ấy. Vì đa phần những tuýp người này rất thông minh, chính trực mà rất ít khi lừa lọc hay hãm hại một ai khác. Dò xét qua một hồi hồ sơ của tôi, chị quản lý nhìn qua tôi thẳng thắn nói. Muốn bắt đầu luôn không? Hay để qua ngày mai? Dạ, em làm luôn có được không chị? Vậy thì theo tôi đi thay đồng phục. Phải nói là tôi vui mừng hết cỡ vì nhận được công việc này. Một công việc lao động chân tay bình thường nhưng lại là niềm hy vọng giúp cho nguồn sống của tôi có thêm động lực. Tôi cũng nhanh chóng bắt quen với những hướng dẫn cụ thể của các cô các bác làm lao công từ trước. Cả tuần đó, công việc của tôi không có gì vất vả. Tôi cũng dần dần được mọi người yêu quý và nói chuyện nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nếu không có ngày hôm nay. Chào giám đốc. Chào giám đốc ạ. Thiên Kim, mau lại đây. Cô chào giám đốc trước đã. Dạ vâng, cháu lại ngay đây ạ. Tôi cũng nhanh chân theo bác lao công phía trước, chạy đến xếp hàng cúi đầu, chào bóng sáng của người đàn ông đang tiễn lại. Do chạy vội và quá nhanh mà chân không kịp phanh lại, cả người tôi theo đó mà đổ nhào về phía trước, chắn đường vị xếp kia. Toàn thể nhân viên ở đó đều trang cười tủm tỉm với nhau. Riêng tôi thì toàn thân ê ẩm, cố gượng người bò dậy. Khoảnh khắc mặt đối mặt với người đàn ông phía trước, tôi không khỏi ngỡ ngàng, không khỏi chớp mắt nhìn anh ta. Anh ta dường như cũng rất bất ngờ vì sự có mặt của tôi tại nơi đây mà đứng hình vài giây. Ánh mắt của mọi người xung quanh cũng bắt đầu đổ dồn vào hai chúng tôi. Tôi nhanh ý thụt lùi về hàng và cúi chào sếp như mọi người. Nam, à, chào giám đốc. Xin lỗi vì tôi sơ ý quá. Cô là nhân viên mới à? Bác lao công kỳ cựu đỡ lời tôi. Còn bé là người mới ạ. Có gì không phải, mong giám đốc thông cảm. Tiếp tục làm việc đi. Anh ta nói rồi hờ hững bước đi. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, không biết lần gặp gỡ tình cờ này là định mệnh hay thật sự là chúng tôi có duyên nợ với nhau. Cả buổi hôm đó, tôi làm việc không mấy tập trung vì tâm trí tôi nơm nớp nghĩ về người đàn ông là xếp tổng tận nơi này. Em rời xa tôi để làm những công việc này ư? Giọng nói trầm khàn quen thuộc từ phía sau truyền đến làm sống lưng tôi ớn lạnh. Tôi bình tĩnh xoay người trực diện, nhìn vào phía nam và đáp trả. Công việc này thì sao? Nó là một công việc chân chính. Có lý do gì mà tôi không được làm công việc này không? Bỏ con, bỏ chồng để ra ngoài làm lao công mà em cảm thấy thoải mái được ư? Em có biết Cuộc Bon đã khóc cạn nước mắt vì nhớ mẹ không? Đương nhiên là sẽ thoải mái hơn trong căn nhà địa ngục của gia đình anh. Còn của Bon chẳng phải là mẹ con anh đã cướp nó từ trong tay tôi ư? Tôi chưa bao giờ gọi đi định ruồng bỏ con tôi cả. Tôi nhất định sẽ giành lại cô Bon bé nhỏ của tôi. Nói rồi tôi một mực đẩy xe bước qua trước mặt Nam. Thái độ anh ta vẫn ôn hòa mà không hề cấu gắt lên như mọi khi. Thôi được rồi, em cứ làm việc đi. Hết giờ làm tôi sẽ mời em đi ăn. Tôi có rất nhiều chuyện cần phải nói rõ ràng với em. Chẳng hiểu điều gì đã khiến anh ta thay đổi cách khác thường như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn mà từ con người nóng nảy khô khan cộc cằn này lại ôn hòa, biết lý lẽ, đúng sai. Đến chính bản thân tôi đã chôn sống với anh ta hơn một năm mà còn không thể tin vào sự thật này. Tàn ca làm, dù tôi đã cố tình né tránh, nhưng Nam vẫn tìm cách thuyết phục tôi đi ăn cùng bằng được. Tôi đành miễn cưỡng bước lên xe cùng với anh ta. Em ngồi đi. Nam lịch sự kéo ghế mời tôi ngồi, sau đó anh ta cũng bước sang ghế bên đối diện, lịch thiệp ngồi xuống gọi món. Cái cùng cách này của Nam càng khiến tôi thêm ngờ vực. Suốt cả bữa ăn, không khí vô cùng im lặng, không ai nói với ai một lời nào cả. Cho đến khi ăn xong, nước được bưng ra, nhâm nhi một ngụm trà nóng, Nam bắt đầu trầm tư, nhìn tôi rồi cất tiếng. Thiên Kim, em có thể trở về bên tôi và cô Bon có được không? Một câu hỏi bất ngờ, mà nói chính xác hơn là Nam đang van xin tôi.
Một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến, vì Nam vốn dĩ là đặt sự sĩ diện lên hàng đầu. Nhưng cũng không quá lạ lẫm, vì ngay từ lúc bắt đầu gặp lại tôi đã thấy Nam thay đổi. Tôi cũng nhấp ngụn trà, sắp giọng rồi nói. Nếu anh nhường quyền nuôi cô Bon cho tôi thì được. Còn bảo tôi trở về gia đình anh thì không bao giờ đâu. Anh có biết, người ta kỳ chết còn muốn được lên thiên đàng. Có ai ngu gì mà lao xuống trốn địa ngục không? Anh biết là trước kia, anh và mẹ đã sai, đã đối xử tệ bạc với em. Nhưng giờ đây anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Còn về phần mẹ thì em cứ yên tâm đi. Anh sẽ không để bà ấy bắt nạt em nữa đâu. Hãy nghĩ về cô Bon, con của chúng ta. Nó cần có cả tình yêu thương và cha và mẹ mà. Thời gian của anh cũng không còn dài nữa. Coi như em làm phước giúp anh hoàn thiện tâm nguyện gia đình hạnh phúc trước khi anh từ biệt cõi đời này có được không? Tôi ngờ vực trước lời nói của Nam, cố ý hỏi lại. Ý của anh là sao? Lúc này, Nam nhẹ nhàng mở khóa cặp, rút ra một xấp giấy để về phía tôi. Em xem đi, sẽ hiểu những gì anh nói. Cầm từng tờ giấy trên tay, tôi chăm chú đọc những dòng chữ ngoằn nghèo của bác sĩ. Đến phiếu kết quả thì mắt tôi chưa dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Tôi ngỡ ngàng đặt nó xuống bàn, nhìn Nam chân thành nói. Anh bị u não ư? Nam vẻ mặt đau đớn, khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào nói tiếp. Sau khi em rời đi được mấy hôm, tôi đã nhận được kết quả này từ lần khám sức khỏe trước. Thời gian đầu tôi đã rất sốc, nhưng sau đó tôi đã nghĩ lại. Tôi muốn dành khoảng thời gian tốt đẹp còn lại để bù đắp cho em, cho con, cho gia đình nhỏ bé của chúng ta. Hãy trở về bên tôi có được không? Cho đến lúc này, thật sự tôi không biết trả lời Nam như thế nào cả. Cuộc đời tôi tưởng chừng vừa mới gieo mầm hy vọng mới, mà giờ đây lại trắc trở quá thế này. Nhưng ánh mắt rừng rừng của Nam, tôi dám khẳng định là anh ta thật lòng. Nhưng còn số phận của tôi, nếu trở về cùng Nam thì sẽ ra sao? Tôi đồng ý với một điều kiện. Nam chăm chú nhìn tôi liền đáp. Điều kiện gì? Chỉ cần anh thực hiện được thì anh sẽ làm. Em sẽ nói đi. Tôi chỉ đồng ý ở lại đó một tháng. Và sau một tháng anh phải nhường quyền nuôi cô Ba lại cho tôi. Còn nếu như anh bệnh nặng, tôi vẫn nể tình cũ, đi qua đi lại để chăm sóc cho anh. Trước sự khẩn khoản của Nam, tôi chỉ có thể tạm thời đưa ra hạ sách này. Tôi chịu nhượng bộ như vậy cũng là nể tình với Nam lắm rồi. Nam dường như vẫn chưa ưng ý lắm. Đôi chân mày của anh ta khẽ trao lại nhìn tôi. Em có nhất thiết phải như vậy không Kim? Em ghét bỏ tôi và mẹ đến như vậy ư? Bà ấy cũng đã tuổi gần đất xa trời rồi. Còn tình trạng của tôi lúc này cũng không biết trước được khi nào sẽ cận kề cái chết. Có thể hôm nay ngồi đây nói chuyện với em được là mừng rồi. Em hãy suy nghĩ lại đề nghị của tôi đi. Tôi chỉ muốn sau khi tôi rời khỏi cõi đời này, em sẽ là chỗ dựa cho mẹ và con trai chúng ta. Về thực chất mẹ rất yếu đuối. Tôi còn chưa dám nói sự thật này cho bà ấy nghe. Tôi im lặng một hồi rất lâu, làm không khí nơi đây thêm phần ngột ngạt. Nam cũng nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của tôi. Nam lại tiếp tục nhẹ nhàng nói. Em cứ ngồi đây suy nghĩ thật kỹ đi. 30 phút sau tôi muốn quay lại để nghe câu trả lời xác đáng từ em. Bước chân Nam rời đi ra ngoài khuôn viên cửa hàng. Anh ta rút từ túi áo ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút một hơi thật dài. Một điều mà trước kia tôi chưa từng thấy ở Nam. Có lẽ lần này Nam thật sự đã dành hết tâm tư để nói với tôi. Hy vọng phần đời còn lại của anh được tôi đáp ứng nên đang rất sầu sĩ. Khi cận kề với cái chết, con người ta luôn đối thật với mọi người. Bản chất này của Nam là bản chất chẳng thanh niên năm nào mà tôi đã từng quen. Nhưng vì hôn nhân thiếu hạnh phúc, mẹ chồng khích bác mà chúng tôi đã dần xa cách rồi lạc mất nhau. Giờ đây tôi cũng đã có câu trả lời dành cho Nam. Tôi cũng không phải là một con người sắt đá vô cảm mà thiếu tình thương với một người từng đầu gối thay ấp. Đợi cho Nam ngồi trên ghế chỉnh chu, tôi bắt đầu cất lời trở lại vấn đề chính. Anh Nam này, thật sự trước kia tôi không hề ghét bỏ gì anh. Vì con người anh đã thay đổi quá nhiều, khiến cho cả hai ta dần lạc mất nhau mà thôi. Tôi cũng không phải là một kẻ vô lương tâm. Tôi chấp nhận quay lại về chung sống với anh trên danh nghĩa vợ chồng. Nhưng mai sau anh có gặp bất cứ điều gì thì tôi sẽ hoàn thành được quyền nuôi con và rời khỏi căn nhà đó, không nhận bất cứ một tài sản nào từ anh cả. Còn về mẹ anh thì tôi vẫn sẽ có trách nhiệm qua lại để hỏi han mẹ anh.
Tôi chỉ có thể làm được đến vậy thôi. Anh có thuyết phục nữa, thuyết phục mãi thì tôi cũng thể làm hơn đâu. Tôi vừa dứt lời, Nam vội nắm lấy đôi bàn tay rồi rối rít nói. Cảm ơn em. Em làm được như vậy là quá tốt rồi. Cảm ơn em vì đã tha thứ và chấp nhận quay lại bên tôi. Ngay trong ngày hôm đó, Nam nhất nhất đòi dẫn tôi trở lại ngôi nhà ở Đà Lạt. Và đương nhiên, tôi cũng không có lý do gì để từ chối thêm. Đã hứa với anh ta rồi thì trở về cũng chỉ là thời gian trước sau mà thôi. Xe vừa dừng trước căn nhà quen thuộc. Từ bên ngoài, mẹ chồng tôi đã tức tưởi chạy đến đón Nam, giọng bà ngọt xớt. Con trai, con về rồi à? Thật là may quá, may quá. Nam dường như chẳng mấy quan tâm tới sự chào đón nồng nhiệt của mẹ mình. Anh chăm chú tháo dây bảo hiểm giúp tôi rồi căn dặn. Dù có chuyện gì thì em cũng mặc kệ mẹ, chỉ cần tin tưởng vào anh là được thôi. Không biết lời dặn dò của Nam có ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng lặng lặng gật đầu rồi cùng Nam bước xuống xe. Mẹ chồng đứng trước xe, thấy tôi bà liền lao đến, túm tóc và quát tháo. Còn đĩ này, mày còn trở về đây làm gì? Đi chán, tìm không ai bằng nó rồi quay lại, định vẽ vãn con trai bà à? Mày đừng có mà hòng. Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Mẹ bỏ Kim ra. Con bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú rồi gì à? Con không nhớ những gì trước khi nó đã đối xử với mẹ con mình sao? Mẹ đừng có thái độ như vậy với Kim. Là con đã năn nỉ Kim quay lại. Từ giờ phút này, con không cho mẹ bắt nạt cô ấy thêm một lần nào nữa đâu. Dứt lời, Nam thẳng tay lôi tôi ra khỏi vòng bàn tay của mẹ mình. Anh ta dứt khoát đến mức là mẹ chồng không còn dám ho he gì thêm nữa. Bà ta đành ôm cục tức chạy một mạch theo chúng tôi. Bà ta vẫn nói lèo lèo bên tai thôi. Nam, con suy nghĩ lại đi. Tương lai của con còn rộng mở. Ở cạnh con đàn bà này, nó chỉ vùi dập làm hỏng sự nghiệp của con mà thôi. Hơn nữa, tiểu thư nhà họ Hồng đang ở bên trong. Con định để con bé này thấy cảnh con dẫn vợ cũ về à? Bác à, bác nhắc con sao ạ? Mẹ chồng vừa nói xong thì trong nhà một cô gái kiều diễm cũng bước ra. Xa xa tôi còn chưa nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Nhưng mỗi lúc tiến lại gần, tôi lại càng ngỡ ngàng vì gặp lại người con gái kia. Cô ta cũng khá bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi ở đây. Ánh mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm không rời, môi mấp máy mãi mới thốt nên lời. Chị này là ai thế bác? Mẹ chồng tôi nhanh nhỏ. À, nó là con người ở mới nhà bác ấy mà. Thôi, cháu đừng quan tâm làm gì. Nam, con mau đưa Nicky vào nói chuyện đi. Mẹ chồng nhẹ nhàng ngoảnh phía sau, Nam nháy mắt. Còn cô, đi theo tôi xuống bếp, tôi chỉ việc cho. Bà trợn trừng mắt nhìn tôi nghiến răng nói. Cho đến lúc này, tôi vẫn giữ im lặng và cũng không hề nhận là có quen biết với Nicky. Tôi chờ đợi xem Nam sẽ xử lý tình huống này ra sao. Nam từ phía sau lao đến cướp tay tôi, lôi tôi ra khỏi tay mẹ chồng. Lời nói của anh không quá lớn, nhưng đủ cho từng ấy con người nghe thấy rõ. Xin lỗi tiểu thư Hồ, tôi phải dẫn vợ mình lên thăm con. Cậu tự đến thì cũng có thể tự về được nhỉ? Anh... Nicky tức tối dậm chân rồi bỏ về. Mẹ chồng đang bên cạnh tôi thấy Nicky bỏ về, cũng nhanh chân chạy theo, giọng nói vẫn ngọt xớt đều đều nịnh hót Nicky. Nicky à, con ơi, con đừng trách Thành Nam mà. Tất cả chỉ là tại con hồ ly kia. Hôm nay con cứ chịu thiệt về trước đi. Bác nhất định không để cho con phải chịu ấm ức nữa đâu. Thôi, bác không cần phải nói nữa đâu. Thứ mà Nicky con chưa đặt được thì người khác cũng đừng hòng mà động vào. Bác cứ yên tâm mà dạy dỗ con dâu yêu quý của bác đi. Chào bác. Nicky lên xe lái vút đi, mặc mẹ chồng tôi đang đứng hụt hẫng từ phía sau. Nam và tôi đứng đó cũng không tranh cãi gì thêm. Đợi cho Nicky khuất bóng, Nam khẽ nhìn tôi nhắc lời. Thần Kim, chúng ta lên với cô Bon thôi em. Cô Bon của tôi trộm vía bụ bẫm hơn trước. Nếu không phải cô Bon đang say sắp thì có lẽ tôi đã ôm chầm lấy thằng bé và vào lòng mà hôn ngấu nghiến rồi. Khoảng thời gian sau đó tôi sống ở nhà Nam, đúng danh nghĩa là một người vợ hiền sau thảo. Mẹ chồng dù vẫn ba lần bày lược ủ mưu tìm kế hãm hại tôi nhưng đều không thành. Vì tất thảy ngoài nhà Nam đều cho lắp camera. Nam giữ đúng lời hứa, luôn bảo vệ tôi khỏi những toan tính của mẹ mình. Tôi cũng vì thế mà tạm hài lòng mà sống vui vẻ trong ngôi nhà này. Và chủ yếu cũng vì cô Ban nhận được cả tình thương của cả bố lẫn mẹ. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đi chợ từ sớm,
Mọi hôm thì mẹ chồng cứ nặng nặc bám đuôi tôi bằng được, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bà lại buông tha tôi một cách dễ dàng đến vậy. Đi qua con đường ngã ba quen thuộc, hình bóng của Phong chợt ùa về trong tâm trí. Tôi chẳng hiểu lý trí của tôi lúc đó nghĩ sao mà lại kêu bác Tài rẽ vào con đường đến ngôi biệt thự của nhà Phong. Tôi trở về Đà Lạt cũng đã một thời gian. Tôi cũng từng nhớ đến người con trai tốt bụng đó và rất muốn gặp cậu ấy một lần để cảm ơn. Xe đến gần ngôi biệt thự, tôi kêu bác tài xế dừng lại ở đó để đợi tôi. Một mình tôi tiến lên đứng trước cổng biệt thự mà chưa dám ấn chuông. Tôi lưỡng lự, không biết khi gặp Phong thì phải bắt đầu từ đâu. Còn cả chuyện về Mickey đến nhà Nam nữa. Tôi cũng rất muốn nói cho Phong biết, nhưng sợ rằng cậu ấy sẽ nghĩ tôi nói xấu về người yêu của cậu ấy. Tất cả thật khó để có thể mở lời. Chị đến đây là muốn gặp lại người yêu tôi ư? Tôi xoay người ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của người phía sau. Nicky, cậu ta tiếp tục lên giọng. Sao thế? Không phải là anh Phong nên chị thất vọng à? Cô vẫn còn quan hệ với anh Phong, vậy tại sao lại muốn đến gặp mặt Nam? Đó là chuyện của tôi. Tôi có cần phải báo cáo với chị không? Muốn để nên nói xấu tôi với Phong ư? Rất tiếc là Phong lại bay về ngoài Bắc với người nhà rồi. Chị kém may mắn thật đấy. Tôi bước qua Nicky, được nửa bước thì cô ta giật tay tôi lại, thái độ thể hiện rõ sự hung hăng. Ai cho chị đi? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ư? Đâu có dễ thế. Vừa nói, Nicky vừa lấy mảnh khăn mùi xoa bịt chặt vào mũi tôi. Bị hành động giằng co bất ngờ của Nicky, tôi cựa quậy mãi, cho đến khi cảnh vật trước mắt tôi cứ tối sầm lại. Mắt tôi cũng nhắm lại luôn. Trong tâm trí là một màu tối đen như mực, bao trùm và liệm dần vào giấc ngủ say. Alo bác à, bác giúp con thực hiện bước 2 nha. Còn cái con ranh này, con giao cho bọn kia xử lý. Bác yên tâm, sẽ nhanh gọn lắm. Đó là câu cuối cùng tôi còn ý thức, nghe loáng thoáng trước khi bị Nicky lôi lên xe. Đến khi tỉnh hẳn thuốc, tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, hoàn toàn là một nơi xa lạ. Nhìn xuống cơ thể lại càng ngạc nhiên hơn khi bộ đồ đơn sơ của tôi đã được thay bằng một chiếc váy body sexy hết cỡ. Tôi đang ngơ ngác ngoái nhìn nơi đây còn chưa hiểu chuyện gì thì có tiếng động phát ra từ phía cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì một người đàn ông trung niên bộ phệ phải đáng tuổi chú tôi bước vào. Ánh mắt ông ta dò xét nhìn tôi tặc lưỡi, nói vọng ra bên ngoài. Tao muốn nói đêm nay. Dứt lời, ông ta đóng sập cánh cửa lại, nhanh tay cởi bỏ bộ quần áo trên người. Tôi lập tức ngỡ ngàng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra. Muốn thoát khỏi nơi đây thật không dễ gì. Khi ông ta cởi đồ, còn chiếc duy nhất một chiếc quần con, thì tôi nhanh ý tiến đến làm bộ ỏng ẻo. Anh ơi, khoan đã làm gì mà vội, chờ em đi tắm trước đã. Lời nói đi kèm với hành động. Tôi gửi nụ hôn gió, nháy mắt làm ông ta khó lòng mà từ chối được đề nghị của tôi. Tôi cố tình ở lâu trong nhà tắm kéo dài thời gian. Lão giả dâm dê kia dường như đã thiếu đi sự kiên nhẫn mà đập cửa thình thình bên ngoài. Hắn từ ngoài nói vọng vào. Tắm gì mà lâu thế? Định lừa bố mày à? Biết rằng không thể chần chừ lâu, tôi đành mở chốt cửa bước ra. Nhìn thấy trên người tôi vẫn mặc bộ váy khi nãy, lão già chỉ tay gắt lên. Mày tắm mà không cởi đồ à con ranh? Không lằng nhằng nữa, lại đây hầu hạ tao đi. Tôi khéo léo. Anh ơi, em có trò này hay lắm. Đảm bảo chơi rồi yêu cực phê luôn. Anh có muốn chơi cùng em không? Mày còn định giở trò gì nữa? Tao không lằng nhằng với mày đâu. Anh làm gì mà nóng thế? Anh mà không chơi là tiếc cả đời luôn đấy. Mày không lừa tao đấy chứ? Anh nhìn xem có giống là em đang lừa anh không? Đã vào đến đây rồi, phận trần yếu tay mềm như em thì lừa gạt gì nổi anh nữa. Thế con trò gì? Nói nghe đi nào. Tôi ghé sát tai vào hắn thì thầm. Hắn tiện tay sờ cái mông của tôi. Tôi cũng cố gắng bặm môi mà chịu đựng. Vì nếu như phản kháng lúc này, hắn sẽ không chịu nghe lời tôi nữa. Nghe xong chiêu trò của tôi, lão già đần ngu kia cũng gật đầu đồng ý. Đợi cho khi hắn lấy mảnh vải bịt kín mắt tôi và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tôi hắng giọng nói khẽ bên tai hắn. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vào nhà tắm bật vòi sen để bắt đầu trò chơi sờ soạn đón vật tên nhé. Nhanh nhanh đi em yêu, tay anh đã đang ngứa ngáy lắm rồi đây này. Tôi dẫn hắn vào nhà tắm, bật vòi nước xả thẳng vào người hắn, rồi nhẹ nhàng ra bên ngoài chốt cửa nhà tắm lại.
đứng bên ngoài vẫn nói vọng vào bên trong. Em đến đến ba, là bắt đầu nha anh yêu. Cùng lúc đó, tôi nhanh tay vặn chốt cửa, ngó nghiêng ra bên ngoài, chắc chắn là không có người. Tôi chạy một mạch tìm đường thoát mà không hề ngoái lại phía sau. Cho đến khi phía sau truyền đến một giọng nói lớn. Nó chạy rồi, mau bắt lấy nó đi. Tôi lại càng ra sức chạy nhanh, chạy cầu thang bộ một mạch xuống tầng 1 rồi phi thẳng ra ngoài đường lớn, vừa may bắt được taxi luôn. Ngồi trên xe mà lòng tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được nguy hiểm khi nãy. Trò này chắc chắn là của Nikki bày ra. Tôi không hiểu vì sao cô ta lại muốn hãm hại tôi như thế. Nhưng tôi chắc chắn một điều là mẹ chồng tôi cũng biết về vụ việc ngày hôm nay đã xảy ra với tôi. Xe vừa dừng ở cổng nhà Nam. Tôi tức tốc chạy thẳng xuống dưới mà quên trả tiền taxi. Tôi như một người muốn nổi điên, lao một mạch lên phía trước mà không hề nhìn đường. Phịch, tình cờ tôi va phải ai đó mà ngã lăn xuống nền đường. Bác tài xế cũng vừa đuổi kịp xối xả vào mặt tôi. Này, cô định quỵt tiền taxi của tôi à? Cô có trả tiền hay không để tôi báo cảnh sát? Chỗ này đủ chưa à? Đủ rồi, cảm ơn cậu nhé. Bác tài xế nhận tiền từ người kia rồi rời đi. Nghe giọng nói trầm ấm kia làm tôi chợt nhớ đến về một người. Khoảnh khắc tôi ngoảnh mặt lên nhìn thì không chỉ có cậu ấy mà còn có cả hai người thân thương nhất cuộc đời tôi cũng đang đứng kế bên cậu ấy. Bố, mẹ. Tôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc mà quên đi mọi thứ tồn tại xung quanh, ôm cả hai người bọn họ vào trong lòng. Bố mẹ dường như cũng rất nhớ tôi. Những giọt nước mắt mẹ con còn ướt đầm cả bờ vai tôi. Tôi nghẹn ngào khẽ đẩy họ ra rồi nói. Sao bố mẹ lại ở đây? Còn Phong? Đến lúc này, mẹ mới nhẹ nhàng hiền hòa xoa mái tóc của tôi rồi nhỏ nhẹ nói. Con gái à? Chúng ta là người một nhà. Tại sao con gặp khó khăn lại không nói cho chúng ta biết chứ? Nếu không như có thằng Ken nó về, thì chúng ta cũng đâu có biết được sự cơ cực của con ở nơi đất khách quê người như thế này. Tôi nhìn sang bố, rồi lại nhìn về phía mẹ. Cuối cùng quay sang nhìn Phong, mãi mới thốt nên lời. Ken? Phong là anh Ken ư? Cả bố và mẹ đều gật đầu thay cho câu trả lời. Phong dường như cảm thấy có lỗi với tôi mà e ngại nói. Em kẹo. Cho anh xin lỗi vì đã không nhận ra em ngay từ đầu. Cái từ em kẹo trong miệng Phong thốt ra, sao mà ngọt ngào thân thương đến thế. Niềm vui của tôi càng được nhân đôi khi biết Phong chính là anh Ken, người anh mà hồi bé hay trêu đùa đòi lấy tôi làm vợ. Chắc cũng tại vì chúng tôi xa cách nhau lâu quá nên không nhận ra nhau là lẽ thường tình. 15 năm anh Ken của tôi đã hoàn toàn thay đổi, không còn giống anh Ken nhút nhát, yếu mềm của ngày xưa một chút nào cả. Nếu không phải năm xưa gia đình chú Kiên ra nước ngoài định cư, thì anh Ken và tôi cũng không phải chia xa. Nhưng dù sao, thì giờ cũng đoàn tụ rồi. Tôi rất vui khi gặp lại anh. Cả tôi và Ken đều ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Bố mẹ đứng ở bên ngoài thì không ngớt lời. Ông xem kìa, lũ trẻ thật là. Anh em nó lâu ngày xa cách, giờ gặp lại đương nhiên là phải vui rồi. Lời nói của bố vừa dứt thì phía sau, giọng nói the thé của mẹ chồng lại vang lên. Thật là không biết tôn tư trật tự gì cả. Chồng vừa mới đi công tác, cô đã dẫn trai về trước cửa nhà để ôn ấp rồi à? Mẹ chồng tiến đến, không hề nề nang gì bố mẹ tôi. Tay chống nạnh chỉ thẳng mặt tôi, rồi liếc sang phía bố mẹ tôi mà chửi rủa. Cũng tại bố mẹ tôi trước giờ hiền lành, nên bà ta mới đắc ý lên nước như thế này. Tôi chưa kịp lên tiếng, thì mẹ đã đứng ra phía trước đối diện với mẹ chồng tôi đối trả. Chị xuôi này, năm xưa tôi nói câu này chắc chị đã quên. Giờ để tôi nhắc lại cho chị nhớ nhé. Gia đình chị sau gần 2 năm, vẫn vô phép tắc như ngày nào nhỉ? Chị... Mẹ chồng tôi tức tối trước lời dằn mặt của mẹ tôi. Mẹ tôi lại tiếp tục. Chính vì cái gia đình vô phép tắc nhà chị, mà con tôi phải khổ sở, cơ cực như ngày hôm nay. Cũng xin giới thiệu với chị, cái người mà chị nói là người tình của con gái tôi. Thực chất là anh trai nó đấy. Cũng nhờ có nó mà chúng tôi biết và tìm tới tận đây để biết được chị đối xử với con gái tôi ra sao. Này nhá, chị đừng có mà đổ điều tiếng ác cho tôi. Nếu muốn thì mang con gái các người về nhà mà dạy lại đi. Đi làm sâu mà đến bữa cơm nấu cũng không nên hồn. Mẹ chồng nói một cãi 10. Thử hỏi xem có loại con dâu nào mà láo tét vô phép tắc như nó hay không. Con gái lá ngọc cành vàng của các người đấy,
rước về cho nhà tôi nhẹ gánh. Bố tôi là người vốn bình tĩnh, nhưng khi nghe những lời chối tai từ miệng mẹ chồng tôi phát ra, ông dường như không giữ nổi kiềm chế mà quát lên. Chúng ta về nhà thôi. Ông nói dứt khoát rồi cầm tay tôi và mẹ tôi lôi đi. Tôi không thể dễ dàng rời đi như vậy vì cô Bon. Tôi vẳng tay ra khỏi bố rồi nói. Bố, mẹ, còn cô Bon, con của con muốn đưa thằng bé đi cùng. Mẹ tôi cũng đồng tình. Phải đó ông, không thể bỏ qua dễ dàng cho bọn họ được. Còn cháu ngoại của chúng ta, càng không thể để cho nó sống cùng những hạng người kia được. Nhưng bố tôi vẫn cương quyết. Mọi chuyện đó tính sau đi. Tôi ắt có cách giải quyết của mình. Tôi sẽ không để con cái tôi phải chịu thiệt thòi đâu. Nghe câu nói chắc nịch của bố mẹ, khẽ kéo tay tôi rồi an ủi. Đi thôi con, bố chắc con đã có cách xử lý rồi. Con yên tâm. Tôi cũng đành thuận ý bố mẹ mà theo họ trở về căn biệt thự của Phong ở trước đó. Theo như yêu cầu của bố mẹ, tôi đã kể hết lại toàn bộ sự việc, cuộc sống, khổ sở của mình ra sao. Việc chạy trốn rồi gặp lại Phong, việc lên thành phố gặp Nam và đồng ý quay lại. Khi trở về nhà Nam lại tiếp tục là những chuỗi sự việc liên quan đến Nikki. Tất cả tôi đều kể hết. Mẹ rứt mướt ôm tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Còn Phong cũng nói rõ, trước kia ở nước ngoài, anh và Nikki quen nhau. Nhưng từ khi trở về Việt Nam, anh nhận thấy Nikki là một người thay đổi. Cũng ngay sau khi tôi rời khỏi căn biệt thự, Phong đã phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta. Anh chia tay Nikki và quay trở lại Bắc. Ở ngoài Bắc, khi anh đến thăm bố mẹ tôi, thì tình cờ nhìn thấy tấm hình gia đình chúng tôi. Cũng từ đó, Phong tường thuật lại sự việc gặp và giúp tôi ở trong Đà Lạt. Tôi khẽ lén nhìn Phong và thầm cảm ơn anh. Anh thật sự là một người rất tốt, rất tốt. Trên gương mặt của bố lúc này thể hiện rõ sự tức giận. Bố luôn là người trầm ấm, yêu thương vợ con. Nhưng lúc này đây, ông lại toát lên vẻ lạnh lùng, làm cho mọi người xung quanh phải khiếp sợ. Bố đứng lên ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Rất lâu sau, ông trở vào, nhìn chúng tôi rồi lên tiếng. Ngày mai sẽ có kết quả. Giờ mọi người hãy đi ngủ đi, cũng muộn rồi đấy. Đêm đó tôi trốn tránh, không muốn ngủ cùng mẹ vì sợ rằng sẽ làm phiền đến giấc ngủ của mẹ. Thật sự cả đêm tôi không hề chợp mắt được một chút nào cả, cứ trằn trọc mãi không thôi. Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cổng vang lên inh ỏi, mọi người trong nhà cũng lần lượt bị đánh thức dậy. Tôi cũng đã dậy từ trước đó nên nhanh chân bước ra phía cổng mở cửa. Cánh cổng cửa vừa mở, mẹ chồng tôi thân hình tàn tạ bước vào, vội vã đến bên quỳ gối trước mặt tôi cầu xin. Con ơi, là mẹ sai rồi mà. Xin con đó, xin con trở về bên cạnh thằng Nam đi. Thằng Nam nó đang nằm viện, không biết con qua nổi không con ơi. Tôi còn ngơ ngác, chưa chịu hiểu chuyện gì, thì mẹ chồng tôi lại tiếp tục lên tiếng. Thằng Nam, nó lên cơn đột quỵ từ đêm qua phải nhập viện gấp. Nhìn nó khổ sở lắm con ơi. Mẹ xin con tha lỗi mà chấp nhận đến thăm thằng Nam một lần đi. Lỗi lầm này mẹ sẽ dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho con. Xin con chiếu cố đến tâm nguyện cuối cùng của thằng Nam đi con. Chắc hẳn, những điều mẹ chồng nói đều là thật lòng. Nếu không làm sao một con người chăm chút vẻ bề ngoài như bà ta lại có thể thân tàn ma sại sau một đêm như thế. Việc Nam nhập viện này cũng không quá bất ngờ đối với tôi, chỉ là nó đến quá sớm khiến tôi có đôi phần sốc. Tôi nhẹ nhàng đỡ mẹ chồng lên, nhìn thẳng vào mặt bà rồi nói. Việc Nam bị ô não, thật ra tôi đã biết từ rất sớm rồi. Cũng chính vì thế mà tôi đồng ý quay trở lại cùng với Nam. Giờ thì bà đã hiểu vì sao tôi quay trở lại rồi chứ. Tôi không phải là loại ăn bám hay gì đó. Tất cả là tôi nghĩ về chữ tình, chữ y lý, nên mới làm tròn bổn phận người vợ trên danh nghĩa. Còn giờ đây bà cũng biết hối lỗi thì tôi cũng không trách móc bà nữa. Bà đợi tôi vào thay đồ, chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện. Mẹ chồng tôi rối rít nắm tay tôi cảm ơn. Cảm ơn con, mẹ cảm ơn con. Phía sau bố mẹ và Phong nhìn tôi mỉm cười. Họ như tiếp thêm nguồn động lực cho tôi. Tuy không ai nói gì, nhưng tôi hiểu họ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nhờ Phong làm tài xế cho tôi và mẹ chồng cùng đến bệnh viện. Nhưng khi vừa đến nơi thì đã nhận được tin báo từ bác sĩ. Mẹ chồng tôi kiệt kệ vì quá và sốc mà bà ngã quỵ luôn. Tôi cũng khá sốc nhưng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên có đôi phần bình tĩnh hơn mẹ chồng.
Việt Nam ra đi đột ngột, để lại niềm đau trong tất cả mọi người. Cô bọn còn quá nhỏ khi phải thiệt thòi chịu cảnh mồ côi bố. Nếu sau này nó đủ lớn để biết được, thì lúc đó có lẽ cũng hiểu và thông cảm cho bố của nó thôi. Phần chuyện nhỏ số 1. Cuộc nói chuyện điện thoại của bố tôi đêm đó. Alo, anh Hồ à? Lâu lắm rồi em mới nhận được điện thoại của anh. Chú Long à? Tôi có việc muốn nhờ chú. Dạ, được ngay anh Hồ. Chỉ cần anh nói là bọn em sẽ cố gắng hoàn thành. Ngày mai sẽ kết quả tốt nhất mà anh mong chờ. Sáng sớm hôm sau, bố con đang say giấc thì có cuộc gọi khẩn của chú Long báo. Anh Hồ à, đàn em của em mới nhận được tin báo. Cậu Nam đó lên cơn đột quỵ, đã vào bệnh viện cấp cứu. Chúng em chưa kịp ra tay thì nó đã gục rồi. Thôi được rồi, cảm ơn chú. Chú kêu đàn em rút đi. Chuyện này có lẽ ông trời đã định đoạt sẵn rồi. Không cần tôi phải tham gia đâu. Phần chuyện nhỏ số 2. Mẹ chồng và Nicky mâu thuẫn. Đồng thời, bà nhận được tin bất ngờ từ bệnh viện. Nicky à, cháu định qua cầu rút ván ư? Tất cả mọi việc cháu hứa, cháu nói trước kia, không lẽ cháu đã quên rồi? Bà buông tay tôi ra. Nhà bà giờ thì còn cái gì? Con trai bà sắp phá sản, còn gì để tôi phải luyến tiếc chứ? Mà nói thẳng ra, cái vụ hãm hại con dâu bà vào nhà nghỉ là tôi nghe theo chủ ý của bà. Nếu công an có truy hỏi thì tôi cũng khai là do bà làm. Mẹ chồng tôi nghe thấy thì thay đổi sắc mặt lên giọng nói. Này con ranh, mày đừng có mà ăn cháo đá bát. Mày nghĩ chỉ mình mày biết kiện cáo, còn mày được tự do. Mà đây có xuống vũng bùn thì cũng kéo mày theo con ạ. Nicky hất hàm thách thức. Bà cứ thử xem, bà có đấu lại gia sản khủng bố của bố tôi không? Nói rồi cô ta phủi áo, quên không tặng kèm mẹ chồng tôi một cú đẩy ngoạn mục. Sau khi đám tang của Nam kết thúc ổn thỏa, mẹ chồng tôi bấy giờ đã ôn hòa hơn trước. Bà đồng ý để tôi đưa cô Bon về Bắc. Bà nói cuộc đời bà đã quá cay nghiệt để giờ nhận được trái đắng như bây giờ cũng là lẽ đương nhiên. Bà chỉ than trách tại sao ông trời lại để bà gánh cái tội nghiệp mà lại là Nam. Bà biết lỗi và nhận ra lỗi lầm, rất mong được tôi tha thứ. Bà còn nói sẽ dành cả phần đời còn lại để đi đến nơi cửa Phật thắp hương cầu phúc cho tôi và cô Ban. Coi như đó là lòng thành, là di nguyện cuối cùng của bà có thể thực hiện để đền áp tội lỗi gây ra đối với mẹ con tôi. Cho dù tôi khuyên can và có mong muốn đưa bà đi cùng, nhưng bà một mực không chịu nghe. Tôi đành chấp thuận và tôn trọng yêu cầu cuối cùng của bà. Chúng tôi chia tay nhau, trong lòng mỗi người đều thanh thản. Sau này mỗi người một phương trời xa, nhưng lại luôn nghĩ về mọi điều tốt lành dành cho đối phương. Đúng là cuộc sống thật là ngang trái, không ai nói trước được điều gì. Khi mà tôi và mẹ chồng ở cạnh nhau thì lại ghét bỏ, đấu đá nhau. Còn như hiện tại rời xa thì lại không nỡ, lại thương yêu đối phương. Trở lại con đường Hà Nội quen thuộc, nơi tôi sinh ra và lớn lên, khung cảnh và con người cũng đã thay đổi khá nhiều. Tôi cùng bố mẹ được Phong nhiệt tình đưa đón về tận nhà. Cũng từ khi dứt khoát hẳn với Nicky, Phong đã quyết định trở lại miền Bắc để bắt đầu cuộc sống mới. Phong cũng không còn quan tâm đến Nicky, ngay cả khi cô ta sắp bị bán làm gái vì gia đình phá sản. Nhờ anh giúp đỡ, anh cũng thản nhiên từ chối. Phong là thế. Từ bé, con người anh đã quyết là sẽ không làm, không bao giờ thay đổi quyết định của chính mình. Chúng tôi mỗi người cũng dần ổn định với cuộc sống nơi Hà Thành. Ban ngày tôi gửi cô Bon nhờ bố mẹ chăm giúp, đi tìm công việc tay chân, đến tối lại trở về với cô Bon. Ban đầu dự định của tôi là như thế. Nhưng sau cùng, bố mẹ nhất quyết bắt tôi phải đi học bổ túc lại kiến thức để tìm ngành nghề phù hợp. Như thế thì cuộc sống sau này của hai mẹ con tôi mới được tươi sáng hơn. Nghe bố lý giải hợp tình hợp lý, tôi cũng gật đầu cái rụp với ý tưởng đó. Những ngày đầu đi học còn e ngại, kiến thức còn hạn hẹp vì trí nhớ của tôi khá kém. Nhưng sau đó tôi cũng dần quen với tiến độ học của các bạn trong lớp. Cũng chừng nửa tháng nay, tôi không hề gặp Phong vì công việc cộng thêm việc học bổ túc và cô Bon đã chiếm trọn thời gian của tôi. Tối hôm nay tôi cũng đến lớp như mọi ngày, cặm cụi ngồi vào vị trí, bỏ sách vở ra ôn lại bài cũ. Một lúc sau thì thầy giáo bộ môn cũng tới, còn tôi chưa kịp ngước lên thì cái giọng quen thuộc trầm ấm kia đã làm tim tôi thắt lại. Chào các bạn, từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận bộ môn kinh tế của các bạn. Từ khi đi học,
Tôi cũng đã đeo kính cận dài cộp, ngước cặp kính lên nhìn cho rõ, đúng là Phong đang đứng trên vị trí bục giảng. Ôi trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tôi ngượng ngùng lấy tay che che trước mặt, rồi ngồi cái thụp xuống ghế. Chẳng hiểu là Phong cố tình hay vô tình, mà cả buổi học ngày hôm đó liên tục gọi tên tôi. Phải nói là hôm đó tôi bực mình vô cùng với ông thầy khó tính kia. Tan học, tôi cố ý đi thật nhanh để tránh mặt Phong. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào? Đường đi phía trước mà tôi cứ ngoái nhìn ra phía sau, cuối cùng đâm thẳng vào người cần trốn luôn. Ôi da, em làm gì mà cứ lén lút thế? Lại cái giọng ý nói làm tôi giật bắn người. Tôi vẫn cố tình lảng tránh như không hề quen biết Phong. Xin lỗi thầy ạ, em về trước đây. Hoàng Ngọc Thiên Kim, đứng lại cho tôi. Cái tên tôi được Phong gọi lên như chuông kêu, làm tất thảy đám người xung quanh đều quay lại ổ lên. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi và Phong. Phong vẫn oai nghiêm, còn một chút ngại ngần tiến dần về phía tôi. Anh bất chợt cầm bàn tay của tôi lên đặt nơi lồng ngực của anh. Ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, chăm chú nói. Làm người yêu của tôi nhé. Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng xung quanh tay tôi. Mà ở đâu ra nhiều pháo hoa như thế này? Là tôi tự tưởng tượng ư? Tôi có nghe lầm không thế? Phong đang là tỏ tình với tôi sao? Ồ hay nhỉ, thầy giáo lại tỏ tình với học sinh ư? Những lời bàn tán xôn xao của đám bạn bè tôi cũng bắt đầu rùm beng lên. Tôi ngượng chín mặt, không biết chui vào đâu cả. Rõ ràng là không làm gì xấu, mà sao tôi lại ngại ngùng đến cỡ này cơ chứ? Trong lúc quẫn này, tôi vì quá ngại mà vùng tay ra khỏi người Phong. Chạy không kiểm soát về phía trước, mà kệ phía sau mọi người đang ổ lên và bàn tán. Và tôi cũng thầm xin lỗi khi làm Phong bẽ bàng trước mặt mọi người. Nhưng cũng tại anh, một phần làm tôi quá bất ngờ, không có chuẩn bị tâm lý trước cho những chuyện như thế này. Nửa tháng không gặp nhau, đùng một cái Phong trở thành thầy giáo bộ môn, rồi tỏ tình với tôi. Thử hỏi xem ai đặt vào hoàn cảnh mùa tôi mà không sóc cho được cơ chứ. Tôi mãi suy nghĩ lao về phía trước mà không nhìn đường. Bỗng một chiếc xe ô tô từ xa lao đến với tốc độ chóng mặt, làm tôi quá bất ngờ, không thể tiến cũng không thể lùi lại. Tôi chỉ biết trơ mắt đứng nhìn chiếc ô tô lao đến phía mình. Cẩn thận! Một năm sau. Anh à, anh ăn cái này đi. Cái này cũng ngon nữa, anh ăn nhiều vào. Cảm ơn em, ngon lắm. Ngon thì anh ăn nhiều thêm một chút nữa đi. Em hứa sau này chúng ta kết hôn, sẽ làm thêm nhiều món ngon cho anh ăn nữa. Vợ anh là nhất. Từ phía xa, tôi không dám bước lại gần. Nhìn người đàn ông đó hạnh phúc, nói chuyện, vui vẻ với cô y tá tên Lan, làm lòng tôi quặn thắt. Một năm trôi qua, không ngày nào tôi được ngủ ngon. Mỗi giấc ngủ của tôi đều là cơn ác mộng về ngày hôm đó. Ngày mà Phong tỏ tình với tôi, cũng chính là cái ngày mà Phong đẩy tôi ra khỏi ngưỡng của cái chết cuộc đời. Anh thay tôi gánh vác nó, nhưng giờ đây anh lại thuộc về người con gái, không phải là tôi. Anh hoàn toàn quên mất những khoảng ký ức có tôi trong đó. Tất cả những gì anh nhớ đều không có hình bóng của tôi. Có phải ông trời đang trừng phạt tôi vì ngày hôm đó tôi đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của Phong không? Nước mắt tôi lăn dài trên gò má. Nhìn hình ảnh hai con người kia hạnh phúc, tôi chỉ thầm chúc phúc cho họ. Nhìn họ cũng rất đẹp đôi mà. Nếu không nhờ có Lan chăm sóc Phong trong suốt thời gian qua, có lẽ Phong cũng khó mà hồi phục nhanh được đến như vậy. Tôi cảm ơn cô ấy còn chưa hết, nói gì đến việc cướp Phong từ tay cô ấy cơ chứ. Mà hiện tại trong mắt của Phong cũng chỉ có Lan, liệu hình bóng của tôi có còn tồn tại trong lòng của anh không? Ngày Phong trở về nhà sau hơn một năm nằm trong viện, anh đã mở bữa tiệc thật to để mời tất cả mọi người, bao gồm cả tôi. Tôi hân hoan vui mừng, những tưởng Phong đã chú ý đến sự tồn tại của mình. Nhưng thật không ngờ, buổi tiệc hôm đó làm tôi đau, muốn chết lặng. Tôi cố tình tìm cách nói dối bố mẹ để đến sớm giúp đỡ Phong. Vừa bước chân đến cổng nhà anh, bước chân tôi đã khựng lại, nghe nhói đau. Anh đã nói em không phải làm rồi mà, đứt tay chảy máu nhiều thế kia. Có đau không? Để anh băng lại giúp em. Phong ân cần âu yếm quan tâm Lan. Em không sao đâu, một chút hy sinh nhỏ này vì anh có đáng gì. Em còn muốn dành cả đời cho anh nữa cơ mà. Anh phải hứa là cả đời còn lại chỉ dành cho một mình em thôi đấy nhé. Được rồi, anh hứa với em mà. Thưởng cho anh đó. Lan tinh nghịch mỉm cười, đáp nhẹ nụ hôn lên má của anh.
Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tình tứ giữa bọn họ, mà bước chân tôi cứng đờ, khóe mắt cứ như thế mà nhòe đi. Phải chăng do tôi nhận ra tình yêu với Phong quá muộn, tôi đã làm tuột mất nó từ một năm trước, giờ đây muốn tìm lại thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Lau đi giọt nước mắt đau khổ trên khóe mi, tôi xoay người bước đi, mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi muốn chạy thật nhanh, thật xa khỏi thế giới này, thế giới mà Phong không thuộc về tôi. Kít, chiếc ô tô phía trước phanh vội vã ngay trước mặt cũng không làm tôi hốt hoảng hơn được nữa. Tim tôi đã quá đau rồi. Người đàn ông trên xe vội vã bước xuống, tiến về phía tôi hỏi han. Cô ơi, cô có sao không? Để tôi đỡ cô dậy. Tôi thẫn thờ người, ngồi ở dưới nền đất, nghĩ về cảnh tượng của Phong và Lan khi nãy. Người kia kẽ lè lè vào vai tôi, giọng gấp gáp hơn. Cô ơi, cô. Tôi không sao đâu. Vậy thì để tôi đỡ cô dậy. Người kia đỡ tôi xong, vẫn thẫn thờ bước đi, chẳng thèm ngoái mặt lại nhìn anh ta luôn. Cho đến khi anh ta tiếp tục gọi tên tôi mới giật mình quay lại. Cô gì ơi? À, cô Kim, Thiên Kim có phải không? Phải, anh là... Ngoảnh lại chạm mặt người đàn ông đó, tôi không hết bàng hoàng khi nhận ra anh ta chính là người đàn ông đã lái chiếc xe ô tô một năm trước lao đến rồi đâm vào Phong. Chẳng hiểu sao tôi khùng khùng lên, lao đến đánh tới tấp vào người anh ta rồi gào khóc. Tại sao? Tại sao một năm trước anh không đâm chết tôi luôn đi? Đến một năm sau, anh lại cũng vẫn kém cỏi như ngày xưa vậy. Tất cả là tại anh. Tại anh nên giờ tôi mới đau khổ như thế này. Nếu như ngày đó người anh đâm là tôi, có lẽ giờ đây tôi đã không phải chứng kiến cảnh họ tình tứ bên nhau. Anh trả lời tôi đi. Đền Phong lại cho tôi đi. Xin lỗi. Tôi thật sự là xin lỗi. Tôi gục luôn vào lòng anh ta mà khóc. Có lẽ tôi đã quá đau khổ mà không kiểm soát nổi hành động của mình nữa. Ngay lúc này, chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà khóc, khóc cho quên hết đi nỗi u buồn sầu muộn trong lòng. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ khóc hết hôm nay thôi, chỉ cần một hôm nay nữa thôi. Anh ta lại tiếp tục lên tiếng. Tôi không biết cô đã trải qua những đau khổ gì, nhưng có lẽ lúc này cô đang cần giải sầu có đúng không? Cô có muốn cùng tôi đi làm một chén cho quên đi nỗi buồn không? Tại quán nhậu ven đường. Trả 100% đấy nhé. Giọng tôi đã nhè đi khi có men trong người, còn người kia vẫn rất tỉnh tỏ. Anh ta như đang cố bù đắp lỗi lầm của mình để có thể khiến tôi bớt sầu mà vui hơn. Thật ra tôi cũng không cố ý than vãn với anh ta, nhưng đến bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại cư xử như một đứa trẻ con vậy. Tôi liên tục xốc những cốc rượu vào mồm. Rồi đi, cạn ly hết luôn nè. Cô ơi, uống như vậy là đủ rồi đấy. Tôi thấy cô cũng say rồi. Tôi chưa say. Tôi nói tôi chưa say mà. Tôi còn muốn uống nữa. Uống nữa. Để tôi đưa cô về nhà. Chưa, tôi còn uống mà. Tôi chưa say. Phải khó khăn lắm người kia mới đưa tôi về nhà được. Vì cái lúc tôi say, tôi cũng không nghĩ nó lại kinh khủng đến như thế. Độ nhớ sóng của tôi còn hơn cả Chí Phèo. Đến sáng hôm sau khi tỉnh lại, đầu tôi đau như búa bổ, tâm trí vẫn còn lơ tơ mơ vì men rượu trong người. Đầu tóc rũ rượi, tôi lết xác xuống dưới nhà. Mẹ đang bế cô Ban trên tay, ngoảnh lại nhìn thấy bộ dạng của tôi cũng hết hồn. Thiền Kim, con làm cái gì thế kia? Định dọa thằng Bon nó sợ phát khóc à? Mẹ à, con đau đầu quá, không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì. Con còn nhắc nữa à? Mau uống cốc nước cam này đi. Uống xong rồi lên vệ sinh cá nhân. Thay đổi xuống đây, bố mẹ có chuyện cần muốn nói với con. Tôi đàn ráp làm theo lời mẹ. Một thoáng, tôi đã gọn gàng tinh tươm xuống dưới phòng khách bố mẹ đã ngồi đợi sẵn. Còn cô Bon được bà Vũ bế vào phòng ngủ. Cả bố và mẹ tôi đều nhìn tôi chăm chú không ngớt mắt. Bố tôi bắt đầu lên tiếng. Con gái à, con có chuyện gì xấu chúng ta, có phải không? Bố nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi lúng túng. Dạ, con không có. Mẹ tôi khẽ lườm tôi. Có thật không? Tôi định nói, nhưng... Bố mẹ à, thật ra con... Trước giờ con đâu như thế à Kim? Phải thẳng thắn ra thì bố mẹ mới giúp đỡ được con chứ. Còn ngại ngần tâm sự với bố mẹ sao? Sau lời khuyên can của mẹ, tôi đã áp sát vào lòng bà mà òa khóc. Tôi nức nở kể lại cho họ nghe tất thảy sự việc giữa tôi và Phan xảy ra vào một năm trước. Và cả hiện tại,
Tôi là người đơn phương yêu Phong, chứng kiến cảnh Phong và cô y tá kia tỉnh tớ. Mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng an ủi. Đột nhiên bố lại cất lời, làm cả mẹ và tôi bỡ ngỡ. Thiên Kim, con có muốn đi du học một thời gian không? Mình đã nói cái gì thế? Mẹ tôi phản kháng mãnh liệt. Còn tôi cũng không quá bất ngờ với câu hỏi này của bố. Vì thực chất trước đó, tôi cũng đã từng suy nghĩ đến việc này. Tôi thẳng thắn nhìn bố đáp lại không một chút do dự. Con cũng đã nghĩ tới, và cũng muốn thử sức mình một lần ạ. Thiên Kim, hai bố con ông làm sao thế? Mình cứ bình tĩnh đi. Anh muốn điều này là tốt cho con. Mình cũng hiểu mà, con bé cần phải có trải nghiệm, cũng không thể mãi trong vòng tay của chúng ta được. Rồi sau này cô Bon nó sẽ lớn lên, nó cũng cần có một người mẹ giỏi giang để nó đáng tự hào chứ. Những điều bố nói quá chuẩn xác, đúng là làm mẹ đau lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Ngày tôi chuẩn bị các chuyến bay sang Pháp cũng đến. Tôi tạm biệt bố mẹ và tất cả bạn bè, đặc biệt là cô Bon. Tôi sẽ rất nhớ nó. Nhưng còn một người tôi cũng không muốn nói cho anh biết. Tôi đang muốn trốn tránh anh, mà anh cũng đâu quan tâm gì đến việc tôi ở lại hay không ở lại Việt Nam cơ chứ. Vì giờ đây, chắc hẳn anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình cùng cô y tá đáng yêu rồi. Trái tim tôi vẫn tiếc nuối, vẫn mong chờ hình bóng của người con trai đó. Nhưng anh thật sự đã không đến. Khoảng trời ký ức này, tôi quyết định sẽ chôn chặt trong trái tim, gửi lại nơi đây. 3 năm sau, tại Paris, Pháp, lúc này tôi đã là một du học sinh kỳ cựu của trường. Thành tích học tập cũng không gọi là quá nổi bật, nhưng cũng đáng để nhiều người mơ ước tới. Vậy là tôi đã gắn mình với nơi đây cũng đã được 3 năm rồi. 3 năm xa quê nhà, người thân. Đã 3 năm, tôi quên và không nhắc về người con trai đó. Thiên Kim, bà đã nghe thấy tin gì chưa? Cô bạn cùng bàn thân thiết cũng là người Việt Nam, chạy tới hối hả gọi tôi. Tôi cũng ngỡ ngàng quay lại nhìn Hoa. Có chuyện gì thế Hoa? Lớp ta có thầy giáo chủ nhiệm mới đó. Bà cô Jelly có việc đột xuất nên không thể đảm nhiệm được. Thế thì có gì lạ đâu, mọi khi vẫn thay chủ nhiệm như thường mà. Điều đặc biệt là thầy chủ nhiệm mới cũng là người Việt Nam, đẹp trai, chưa vợ. Nghe đến đây, trong đầu tôi lại nhớ đến bóng sáng của một người. Người con trai mà tôi đã xa cách 3 năm. Tôi càng cố quên thì hình như lại càng nhớ đến người đó nhiều hơn thì phải. Thấy tôi im lặng, còn Hoa khẽ lay người mà gọi. Này, Thiên Kim, bà không sao đấy chứ? Tôi không sao. Thôi, chúng ta vào lớp thôi. Lớp học hôm nay vẫn là không khí sôi động, vui nhộn như mọi ngày. Nhưng lòng tôi lại nơm nớp lo sợ vì điều đặc biệt mà con Hoa nói khi nãy. Có lẽ trái đất sẽ không tròn, ông trời sẽ không trêu đùa tôi tới mức như thế này đâu nhỉ. Lý trí gì nghĩa vậy mà tận sâu trong trái tim tôi vẫn còn hy vọng về người thầy giáo mới là Phong. Có phải tôi đã quá cờ dại về tình yêu dành cho anh không? Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Các bạn hào hức chào đón thầy chủ nhiệm mới, còn riêng tôi thì hồi hộp lo lắng muốn ngộp thở. Cạch, cánh cửa phòng được mở ra, bước chân người thầy mới của chúng tôi đang tiến dần vào lớp. Cả lớp đồng thanh ồ lên một tiếng. Ánh mắt tôi chậm chậm hé nhìn từ dưới lên trên. Nó dừng hẳn khi chạm phải ánh mắt của người thầy. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì liền trở lại vị trí cũ. Tôi khẽ thở phào một cái vì suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai. Thầy mới hoàn toàn là một người xa lạ với tôi. Thầy đứng trên bục giảng, nhìn cái bảng hiệu lớp rồi quay xuống nhìn chúng tôi cất lời. À, xin lỗi các em, tôi bị nhầm lớp. Cả lớp lại đồng thanh ồ lên một tiếng, còn lớn hơn khi nãy. Tim tôi lúc này đập loạn xạ, mặt mũi phừng phừng, hơi thở gấp gáp khẩn trương. Vị thầy giáo này nói xong tiến ra mở cánh cửa, thì một người khác lại bước vào. Dáng người cao cao, vẻ điển trai nam tính, khuôn mặt có đôi phần nghiêm nghị, làm người khác nhìn vào phải khiếp sợ. Đặc biệt là cả người anh, là một bộ vest đen tuyền, càng thêm phần huyền bí và lạnh lùng. Người con trai này là một lần nữa, làm trái tim của tôi xao xuyến. Chào cả lớp, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Đình Phong, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình. Các bạn nữ trong lớp không ngớt lời khen ngợi xuýt xoa về vẻ đẹp trai của Phong. Còn riêng tôi, không biết sẽ phải đối diện với Phong ra sao khi còn 2 năm ngồi trên ghế của nhà trường. Cuộc đời là một vòng luẩn quẩn, trốn chạy mãi, rồi cuối cùng tôi cũng gặp lại nhau. Dường như Phong vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi thì phải. Vào học cả gần 1 tiết rồi
mà anh vẫn là một ông thầy khó tính, khiến các bạn sinh viên như chúng tôi cảm thấy khó chịu. Và đặc biệt, anh không hề hứng hay để ý gì đến tôi trong bảng tên cả, cho dù anh đã lướt qua cả chục lần, gọi cả chục bạn từ đầu đến cuối danh sách. Tôi thì vẫn nhìn Phong say đắm suốt từ lúc anh bước chân vào lớp đến giờ. Tôi đã quá suy mê anh quá nhiều. Có lẽ nếu tôi xa anh lâu hơn thì tình cảm này vẫn không thay đổi thì phải. Đột nhiên trái tim tôi tham lam, muốn một lần tranh giành Phong làm của mình. Đó cũng chỉ là sự đấu tranh vì tình yêu đích thực. Biết đâu sẽ có ngày Phong nhận ra và quay lại bên tôi. Tôi không thể mãi là một cô bé dại khờ, chạy trốn tình yêu của mình. Tất cả phải biết hy sinh đấu tranh để giành lấy. Hoàng Ngọc Thiên Kim. Giọng nói trầm khàn quen thuộc kia lại một lần nữa gọi tên tôi. Cái giọng nói làm tôi chói tai, thoát ra khỏi mộng ảo của chính mình. Tôi giật mình hấp tấp đứng dậy nói. Dạ, có em. Cả lớp thi nhau nhìn tôi cười ha hả. Tôi chưa hiểu vì sao thì các bạn cười mình. Còn Họa bên cạnh giật giật áo tôi khẽ nói. Thầy có gọi mày đâu, đúng là con Hâm. Đến mức này thì tôi đúng là tự đào huyệt chôn mình mất thôi. Vậy ra nãy giờ là tôi ảo tưởng giọng nói đó là của Phong ư? Tôi ảo ước anh gọi tên tôi đến phát khùng luôn rồi. Suốt trong 2 năm học còn lại, Phong chưa hề một lần chú ý đến tôi. Cứ mỗi lần tôi lần là tìm đến Phong là Phong luôn né tránh khéo léo. Rõ ràng là chúng tôi ở gần mà lại rất xa. Cho đến lúc tôi tuyệt vọng không muốn làm phiền Phong nữa thì anh là người chủ động níu giữ tôi lại. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi diễn ra. Vậy là sau hôm nay, tôi có thể chính thức cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, trở về với bố mẹ và cô bạn rồi. Buổi lễ diễn ra trang trọng linh đình, nó cũng tràn đầy những niềm thương lưu luyến vì phải chia xa. Mọi người cùng người thân thi nhau ghi lại những tấm hình kỷ niệm đẹp. Họ được người thân trao cho những bó hoa tươi thắm nhất. Còn riêng tôi, một mình ở nơi đất khách, chỉ biết lặng lẽ, đứng ở một góc, tìm kiếm bóng hình của ai đó mà không thấy. Giọt nước mắt tủi thân bắt đầu lăn dài trên gò má. Tôi lấy bước chân, cầm tấm bằng, định quay trở về trong sự tuyệt vọng. Thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoàng Ngọc Thiên Kim. Tôi cũng giật mình quay người lại. Nhưng phía sau chỉ là cảnh các bạn sinh viên cùng người nhà cười tươi rói vui đùa cùng nhau. Thật sự là tôi lại ảo giác rồi ư? Khi những dáng người kia dần dần tàn ra, bóng hình của người con trai năm nào trong nụ cười rạng rỡ hiện ra trước mặt tôi. Trên tay anh cầm bó hoa tươi thắm đang tiến lại gần chỗ tôi. Ánh mắt anh sáng rực nhìn tôi chăm chú. Cho đến khi bước chân của anh dừng hẳn trước mặt tôi mới dám tin vào sự thật. Phong giơ bó hoa ra trước mặt tôi, giọng nghẹn ngào nói. Làm người yêu anh nhé. Tôi vui mừng nhận bó hoa trên tay anh. Anh lặng lẽ siết chặt tôi vào trong lòng. Thế giới xung quanh giờ đây chỉ có Phong và tôi. Mãi sau này tôi mới biết, trí nhớ của Phong đã phục hồi từ 2 năm trước. Anh nhận ra Lan không phải là người con gái hay xuất hiện trong tâm trí của anh. Phong đã khước từ tình yêu của Lan và xin lỗi cô ấy để đi tìm tình yêu đích thực của anh. Mối lương duyên mà anh đã để mất ở quá khứ. Trở lại Việt Nam, tất cả bạn bè, đặc biệt là bố mẹ cũng đã vui mừng chúc phúc cho chúng tôi. Phong rất ân cần chu đáo, yêu quý cô Bon, không hề phân biệt đối xử với thằng bé. Chỉ cần một hạnh phúc đơn giản nhẹ nhàng như thế mà chúng tôi đã phải trải qua biết bao năm xa cách để rồi cuối cùng vẫn tìm đến với nhau. Đã là lương duyên tiền định thì dầu có trốn tránh, xa cách đến mấy rồi cuối cùng vẫn trở lại bên nhau. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Lương Duyên Tuyển Định. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.